Ok các anh chị chúng ta vào đi ạ. Rồi. Và ngày hôm qua mọi người đã đi tìm được đủ 20 kênh uh, cùng chủ đề với mình chưa? <laughs> Ai tìm được giơ tay ạ. Ai đã tìm đủ 20 kênh follow đủ 20 kênh nào. Rất tuyệt vời chị Huệ. Vâng chị Hương ạ, à, anh Minh ạ, à, rất tuyệt vời. Anh Sang. Rồi. Chị Hương tìm được chưa ạ? À? Chị chị Hương tìm được bao nhiêu kênh rồi chị Ngọc ạ? À, chị Hằng bao nhiêu kênh rồi ạ? À? chị kênh nào chị cũng follow bây giờ nó lên loạn lên em ơi <laughs> rồi chị làm một kênh mới đi chị làm một kênh mới mọi người nhớ này cái kênh mà mình làm để mình mình kiếm khách hàng ấy để mình bán hàng ấy là các chị không đi follow linh tinh được chưa ạ chỉ follow những kênh trong chủ đề của mình thôi đấy thì mình mới học hỏi được từ họ chứ không phải là kênh nào mình cũng follow để mình chơi cái kênh để mình chơi là riêng kênh để mình làm là riêng mọi người nhé đấy nó phải tách biệt ra như vậy <laughs> Mà rồi thằng kênh nào follow kênh... bây giờ là nó cứ lên nhiều quá đúng không follow nhiều quá bây giờ kênh nào nó cũng lên Ok, chị Ngọc follow 12 kênh rồi. Rất tuyệt vời. Chị Hoại được bao nhiêu kênh rồi ạ? em về hai tư kênh mà em em đầu từ trước không học cơ. À đấy. À, vâng. tuyệt vời. Mà em đang muốn hỏi thầy là đặt cái tên kênh của mình à đặt cái cái tên tên TikTok của mình ấy là nên đặt tên mình kèm với tên shop hay là hay là đặt một tên bất kỳ được thầy? À, có hai cách mình... phổ biến đấy, mọi người đặt tên này. Cách số 1 đấy là mọi người sẽ đặt theo tên của mình. Đặt họ tên của mình luôn. Ví dụ như Quang là đặt là Nguyễn Đình Quang. Hoặc cách số 2 đấy là mọi người đặt tên của mình xong cộng với cái chủ đề mình sẽ chia sẻ trong kênh ví dụ quang làm là về chủ đề nấu ăn chẳng hạn Con sẽ đặt là đình quang nấu ăn đấy đó là kênh cá nhân nhá còn ví dụ như cái kênh mà tập thể ấy, như là kênh ẩm thực ra ngoại ấy thì chúng ta có thể đặt là ẩm thực thì trong cái tên kênh là nó chứa cái từ khóa đấy rồi mọi người hiểu không ạ nên là khi mà khách hàng họ nhìn vào cái khán giả họ nhìn vào cái là họ biết là cái kênh đấy mình làm về cái gì luôn hay là ví dụ như chị Huệ làm về giày dép chẳng hạn thì chị Huệ có thật thể đặt là Trần Thị Huệ. Uh, giày dép hoặc là chị đặt là Huệ xưởng xỉ giày dép chẳng hạn thì người ta nhìn vào cái người ta biết là chị làm xưởng xỉ luôn. Đấy, thì nếu người ta quan tâm hoặc là chị ghi là mẹo giày dép, Huệ mẹo giày dép gạch ngang, mẹo giày dép liên quan đến giày dép. Chị nghĩ ra một cái tên gì đó trong trước một chút. Đấy thì người ta nhìn vào cái người ta biết là mình làm về chủ đề gì luôn. Được chưa nhưng mà mới đầu mới đầu đặt tên như thế này thì khách hàng người ta có sợ không thật Ví dụ như không. là mình đang chia sẻ mẹo vặt mà xong khách hàng nhìn thấy cái tên của mình là ở ừ, đây chắc là ừ, kiểu như là câu view thứ không không <laughs> kiểu như mình mình chia sẻ mẹo vặt để câu view có thể không thể, vật không phải không mẹo vặt của chị nhưng mà mẹo vặt của chị là mẹo vặt về giày dép mà thì họ rất là thì họ lại rất thích những cái chỗ nào mà bán nhiều giày dép bởi vì bản chất là họ có nhu cầu đấy nhưng mà họ phải tìm chỗ để họ mua thì bây giờ nếu như mà chị ghi là huệ xưởng xỉ giày dép chẳng hạn mà chị lại có rất nhiều mẹo vặt hay về giày dép thì quá tuyệt vời luôn, họ bảo họ tìm đúng nơi để họ mua rồi. Để Vâng, chính xác. Ok ừ. ạ. Vâng đấy. Cứ nghĩ ra cái gì này hỏi thầy cái đấy. Không hỏi thì đêm ngủ lại bứt rứt thầy ạ. Chính xác. Mọi người phải hỏi. Cứ chỉ mong chỉ có mong hôm sau học sớm để nhớ ra để lại hỏi tiếp và vâng, rất tuyệt vời mọi người phải hỏi nhiệt tình vào nhá rất tuyệt vời chị ạ rất tuyệt vời đó mọi người phải hỏi nhiều vào chúng ta hỏi càng nhiều càng tốt ạ bởi vì có những cái phần nó sẽ không có trong mô đun bài học mà nó sẽ phát sinh khi mà các anh chị chúng ta hỏi đó và cứ mỗi một lần mọi người hỏi như vậy thì quang sẽ cập nhật cái mô đun đó vào trong bài học bài học nó đến từ chính câu hỏi của các anh chị Đấy. những cái bài học ở trong cái khóa học này là ở 13 khóa học trước nếu anh chị khác có những câu hỏi gì là cứ mỗi khóa học lại thêm một câu hỏi qua lại cho vào đây mỗi khóa học thêm một câu hỏi cho vào đây Đấy. và nên mọi người chúng ta đừng ngại hỏi ok chưa ạ rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung của buổi học ngày hôm nay ngày học số 2 của chúng ta với chủ đề đó chính là các nguồn tìm kiếm ý tưởng và nếu các chị chúng ta đã sẵn sàng thì hãy comment với quang chữ ss vào chat để chúng ta sẽ đến với nội dung của ngày học số 2. Và bật mí với mọi người nhé. Cái mô về tìm kiếm ý tưởng này ngày hôm nay nó sẽ hơi khác biệt so với cái video mà được ghi sẵn từ khóa trước. Bởi vì khóa này có thêm một chút sự thay đổi cho mọi người. Đó, phần tìm ý tưởng này của khóa này sẽ rất là sâu sẽ quang sẽ hướng dẫn mọi người rất là sâu và rất là chi tiết nên là các anh chị nào mà đã xem video rồi thì mọi người chúng ta hãy tập trung vào phần này đúng không ạ bởi vì mọi người thấy khóa trước ngày hai tức là ngày học về thuật toán nhưng ở cái khóa này thì ngày hai lại là khóa lại là ngày học về ý tưởng có sự khác biệt cho mọi người ok ngày số 1 thì chúng ta đã học về chọn chủ đề kênh rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết vấn đề là lên ý tưởng cho video làm thế nào để mọi người luôn luôn có hàng ngàn ý tưởng cho mình luôn luôn là chúng ta không bao giờ cạn ý tưởng đó lúc nào mình cứ chỉ cần thích làm video là có ý tưởng thích làm video là có ý tưởng đó bây giờ quang vậy bây giờ quang chỉ cần bảo là ok chủ nhật tuần này quay đúng không ạ hôm nay là khoảng à, thứ thứ sáu rồi quang bảo bây giờ đi tìm khoảng 10 cái ý tưởng chỉ khoảng 15 20 phút sau là thậm chí là 15 20 cái ý tưởng luôn nó rất là dễ bởi vì nó có công thức nó có công thức rồi được chưa ạ và ba nhiêu số anh chị ở đây chúng ta đang bị bí tưởng nào mình không nghĩ ra ý tưởng gì mình làm nào, comment cho quang số số bốn nào, comment số bốn nào, nếu mọi người đang bí ý tưởng nào, ai đang bí ý tưởng ạ, hôm nay chúng ta sẽ học về ý tưởng và kịch bản nhé, chúng ta sẽ được học hai module về ý tưởng và kịch bản, đấy, ngày mai mọi người sẽ được học về à, thuật toán và lỗi vi phạm, đó, rồi rất tuyệt vời, chúng ta không nghĩ ra ý tưởng gì cả, thi thoảng lâu lâu làm lại, không biết làm cái gì nữa, mình không biết làm cái ý tưởng gì nữa thì không biết là phải làm thế nào bây giờ thì quang xin thưa với các anh chị ý tưởng nó có công thức nó có công thức và có cách để, để chúng ta đi tìm nó có cách để chúng ta đi tìm nhá và trong ngày hôm nay thì quang sẽ chia sẻ với mọi người một cái chiến lược một cái chiến lược sẽ giúp các anh chị chúng ta có thể rút ngắn cái quãng đường thành công của mình với tiktok à, một khoảng thời gian rất dài rút ngắn ít nhất 6 tháng chúng ta mày mò mà. Ngày hôm nay mọi người sẽ được biết một công thức sẽ giúp anh chị rút ngắn ít nhất 6 tháng Để tiến tới thành công với Tiktok Được chưa ạ? Ok Và sau khi mà chúng ta học xong module phần 1 này xong Thì mọi người chúng ta sẽ không hỏi Quang thêm một lần nào nữa về ý tưởng nữa Quang dám khẳng định với các anh chị Bởi vì tất cả những cái gì về ý tưởng Khoảng 10 cách để tìm ý tưởng đều đã có ở đây Cái gì? À, được chưa ạ? 10 cách để tìm ý tưởng Bởi gì Ok các anh chị Rồi chúng ta sẽ bắt đầu này Chúng ta sẽ bắt đầu này Chúng ta sẽ bắt đầu Có một cái cách sau đây Để mọi người chúng ta có thể tìm được cái nguồn ý tưởng Rất là dồi dào cho mình và cái cách này từ ngày đầu Quang xây dựng kênh cho đến thời điểm hiện tại thì Quang vẫn đang áp dụng, Quang vẫn đang áp dụng cái cách này được chưa? để mang lại cho mình cái nguồn ý tưởng. Và cách số 1 đó chính là chúng ta sẽ tìm kiếm các kênh đối thủ tại Việt Nam. Cái lý do tại vì sao ngày hôm qua Quang bảo mọi người đi follow cho Quang 20 kênh TikTok tại Việt Nam là để nó bổ trợ cho ngày học ngày hôm nay. À, tại các kênh TikTok cùng cái ngành đó, cùng cái chủ đề đó với mình. Ví dụ các anh chị chúng ta làm về sức khỏe thì chúng ta sẽ đi tìm những kênh về sức khỏe. Thì có phải là trong những kênh về sức khỏe đó nó sẽ có chứa những cái video những cái ý tưởng mà họ đã làm trước đó rồi không ạ? Đó. Ví dụ mỗi một kênh họ có khoảng 20 cái video, tức là 20 ý tưởng thì 20 kênh sẽ là bao nhiêu ạ? Sẽ là 400 cái ý tưởng cho mọi người. 400 cái ý tưởng cho mọi người. Được chưa? Và ngày đầu tiên khi mà Quang bắt tay và Quang làm ấy Thì Quang không biết là mọi người quan tâm đến cái chủ đề gì hết À Quang biết là mình sẽ làm chủ đề về công nghệ Nhưng mình cũng chưa hình dung ra được là Bây giờ mình phải làm cái gì để đáp ứng cho khán giả của mình Và lúc này Quang bắt đầu đi vào một cái kênh Quang bắt đầu đi tìm kiếm và vào một cái kênh Cũng làm về chủ đề về công nghệ Sau đó mọi người biết Quang làm gì không ạ Quang lấy một cái ý tưởng, một cái video của họ Là một cái ý tưởng, nó đã lên triệu view rồi 1 triệu view. Và Quang nhớ không nhầm thì đó là video hướng dẫn người ta đổi tên Wi-Fi ở trên điện thoại. Quang lấy cái ý tưởng đó luôn. Và về Quang làm lại. À, Quang lên luôn một video và Quang nói rằng là cách để giúp cho bạn đổi được tên Wi-Fi ngay ở trên điện thoại nhà mình. Và sau đó mọi người biết điều gì nó xảy ra không ạ? Cái clip đó của Quang nó đạt được 100.000 lượt xem trong khi 7 ngày trước đó thì nó không có bất kỳ một lượt xem nào trong 7 ngày trước đó ấy, thì quang rất là sáng tạo các anh chị ạ 7 ngày trước đó quang rất sáng tạo quang nghĩ rằng là ồ bây giờ chắc là mình phải 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 làm thế này mới hay này mình phải làm cái ý tưởng này chắc là nhiều người cần này mình phải làm cái ý tưởng là cách để đặt mật khẩu ở trên điện thoại này cách để uh, làm nét ảnh trên facebook này chắc là nhiều người cần chắc là mình sẽ lên triệu view với cái ý tưởng này đây thế và 7 ngày đó quang không có bất kỳ kết quả gì cả cho đến ngày số 8 khi mà quang lấy một cái ý tưởng mà một kênh khác họ đã làm trước đó rồi và về mình làm lại mình chỉnh sửa một chút mình biến tấu đi một chút mình thay đổi một chút thôi về cái ngữ điệu cái thần thái của mình à cái phong cách của mình thế là cái clip đó của quang nó lên 100 trăm lượt xem và đến thời điểm hiện tại các anh chị nhá thì khi mà đi tìm ý tưởng thì một trong những cách yêu thích nhất của quang đó chính là đi tìm kiếm cái nguồn ý tưởng tại các kênh họ đã làm trước đó lấy ví dụ có những kênh họ cũng làm về công nghệ nhưng cái tệp đối tượng họ hướng tới là cái tệp trẻ em cái tệp họ hướng tới là tệp trẻ em được chưa nhưng mà họ lại có được những cái ý tưởng rất là hay và nó lên triệu view với cái tệp trẻ em này rồi giả sử như là cái video quang hướng dẫn về cái app remini ấy mọi người thì bình thường là ở các cái kênh tương tự ấy là cũng có rất nhiều kênh hướng dẫn về cái app Remini này rồi. Đấy, thế nhưng mà sau đó mọi người biết Quang lấy về Quang thay đổi cái gì không ạ? Quang thay đổi câu tiêu đề. Bình thường ở các cái kênh khác ấy là họ nói là bạn đi du lịch chụp được một bức ảnh đẹp và sau đó nó bị vỡ thế này thì phải làm sao? À thì bạn có thể sử dụng cái app Remini này để cải thiện chất lượng hình ảnh cho mình. Nhưng mà Quang không, Quang đang hướng tới những người đang kinh doanh online Thì Quang thử đặt câu hỏi xem là Ồ, với cái ý tưởng này, cái app này Nó sẽ giúp gì cho những người kinh doanh online nhỉ? Thế là Quang nhận ra là Ồ, những người kinh doanh online đúng không ạ? Cái vấn đề về vỡ ảnh, chụp ảnh xong bị vỡ, bị nhòe rất là nhiều Quang bảo đây rồi, keyword của mình đây rồi Lấy về, Quang làm câu tiêu đề Một cái app mà những người đang kinh doanh online không nên bỏ qua Và đó là cái app Remini Cái app này sẽ giúp cho bạn biến những bức ảnh bị mờ trở thành những bức ảnh rõ nét mọi người thấy sao vẫn là cái ý tưởng về cái app đấy nhá nhưng quan năng dịch chuyển cái đối tượng xem từ trẻ con sang những người kinh doanh online từ những người đi du lịch sang những người mà dùng để bán hàng và cái clip đó ngay lập tức lên xu hướng đạt hơn 500.000 lượt xem tuyệt vào mọi người lấy ý tưởng từ những kênh của đối thủ mang về làm lại là một cách Tại vì sao con đặt nó lên đầu? Bởi vì cách này hiện tại con đang sử dụng nhiều nhất. Mình chẳng phải nghĩ cái gì cả. Đó. Lát nữa con sẽ nói với mọi người một cái chiến lược nó cũng liên quan một chút đến cái ý tưởng này. Rồi, cái số 2 này. Cách số 2 này. Đó là xem comment tại các kênh của đối thủ và kênh của mình. Nhưng ở cái thời điểm đầu các anh chị ạ, thời điểm đầu mình mới làm video, video của mình chưa lên xu hướng thì lấy đâu ra comment khán giả làm gì họ có cái yêu cầu để họ comment cho mình đâu đúng không ạ? Bởi vì đã có ai biết đến kênh mình đâu. Thì bây giờ sao ạ? À? Thì mình đi sang những kênh tương tự của đối thủ xem cái phần comment của họ. Rồi. Chúng ta hãy xem cái phần comment của họ để xem là khán giả họ đang hỏi điều gì. Ví dụ họ hỏi rằng là ồ ờ uh, bạn ơi dạo này mình mình hay bị mất ngủ thì phải làm sao hả bạn à, bạn ơi dạo này da của mình nó sạm quá mình hay đi ra ngoài nắng thì phải làm sao hả bạn đúng ạ và sẽ có những cái comment mà đối thủ của chúng ta họ chưa kịp làm video trả lời thì đó có phải là ý tưởng của các anh chị không và cái ý tưởng này quang nhấn mạnh với mọi người này nó phải xuất phát từ nhu cầu của khán giả chứ mình đừng nghĩ nhá các anh chị mà nghĩ là ồ mình thấy cái này hay quá là chắc chắn fail sẽ giống như quang trong 7 ngày đầu tiên mà mọi người phải đặt câu hỏi là liệu cái ý tưởng này của mình có nhiều người cần hay không câu hỏi rất quan trọng đấy các anh chị ạ liệu cái ý tưởng này của mình có nhiều người cần hay không liệu cái vấn đề này có nhiều người đang mắc phải hay không rồi qua chia sẻ một chút nhé đây là cái kinh nghiệm mà uh, quang uh, đi học này rất là nhiều các khóa học mà quang tham gia rồi thì sau này quang mới đúc rút lại một điều đấy là những cái gì ấy mà như ông thầy dạy mình khi mà ông ấy lấy ví dụ ấy thì mình phải ghi cả những cái đấy xuống đấy chưa? mình phải ghi cả những cái đấy xuống bởi vì lát bây giờ mọi người có thể hiểu nhưng sau khi về đọc lại mọi người không hiểu gì đâu nếu như không có những cái ví dụ đó vừa rồi quang đọc cho mọi người là hai cái ví dụ đấy mọi người hãy ghi cái đấy xuống nhé hãy ghi cái đấy xuống để khi mà mọi người về mọi người xem lại đúng không ạ quang bảo là mọi người đi tìm các kênh đối thủ tại tiktok việt nam này thì mọi người ghi nếu mọi người chỉ ghi mỗi cái này thôi ấy, lát nữa mọi người sẽ sẽ không hiểu rằng là ồ tại sao đi tìm kiếm kênh đối thủ hay là 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 cái ý nghĩa của nó là gì nhưng nếu chúng ta ghi được gạch đầu dòng cộng thêm được một hai ý nữa để giải thích cho nó thì mọi người sẽ sẽ nhớ đấy là kinh nghiệm của quang nên là thời điểm hiện tại những cái câu hỏi của những người thầy mà quang học là quang ghi hết chứ quang không chỉ ghi những cái gì họ đọc đâu Đấy, trong cái quá trình mà có những thứ nó không có trên màn hình. Đó, nhưng mà mọi người cũng cần phải ghi nhé. Rồi cái số 2 này. Đó là chúng ta xem comment. Thì xem comment các kênh của đối thủ. Trong những cái comment đấy. Những cái comment nào mà được nhiều lượt thả tim ấy. Thì đó là cái chủ đề mọi người nên chọn. Đó là cái ý tưởng mọi người nên chọn. Bởi vì sao à Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì nhiều người thả tim. Tức là nhiều người muốn. Nhiều người đang gặp đúng cái vấn đề đấy thì họ mới thả tim. Đúng không ạ? Ví dụ như Quang có những cái video này, họ bảo rằng là anh ơi, bây giờ uh, em muốn làm video theo cái dạng là duet thì phải làm sao hả anh? Và Quang thấy rằng cái bình luận đấy nó được khoảng 50 lượt thả tim, trong những trong khi những cái bình luận khác chỉ được có 5 lượt tim thôi. Thì Quang nhận ra rằng ồ, khán giả của mình đang cần cái video này, Quang làm luôn. Đấy. Chứ còn bây giờ mọi người ngồi nghĩ là liệu cái này người ta có cần hay không thì nhiều khi nó nó đúng hoặc nó sai đúng không ạ? Nhưng mà một cái comment đấy đã được nhiều lượt thả tim như vậy tức là rất nhiều người đồng tình rồi thì quá tốt. Đấy, đây này, con sẽ làm kỹ hơn cho mọi người nha, con sẽ làm kỹ này. Vào TikTok này. Vào TikTok này. Đi tìm các anh đối thủ này. Rồi mọi người chờ một chút, đây rồi đi tìm kênh đối thủ này hôm nay qua sẽ hướng dẫn mọi người cả về công cụ luôn nhé cả về phần công cụ luôn chứ không chỉ riêng tư duy Rồi, rất là này. Ok, con sẽ tìm này. Ví dụ này, chủ đề của quang là công nghệ đúng không ạ? Con sẽ đi tìm này. Ví dụ, quang có một cái hashtag là thánh công nghệ. À, cái hashtag thánh công nghệ này có rất nhiều video về công nghệ luôn. Bắt đầu con đi tìm nhá, con đi tìm này thánh công nghệ bấm sang hashtag này chọn vào cái dấu thăng này thì trong này sẽ có rất nhiều kênh rất nhiều video bây giờ ví dụ quang vào cái kênh này này đi quang vào kênh này được chưa kênh của anh anh nam này đấy sáu trăm nghìn follow quá tuyệt vời bây giờ quang bắt đầu lướt này bắt đầu kéo xuống để tìm các chủ đề của anh đấy này à, nếu là mọi người thì mọi người có thể xem nhé mọi người có thể bấm vào xem từng cái video một và mọi người cứ lướt lướt xuống để mình tìm và nếu mình thấy cái ý tưởng nào nó phù hợp với tệp khán giả kênh của mình thì nhúp nó về luôn, được chưa ạ? Ví dụ qua sẽ nhìn đây. Có những cái ý tưởng nó được 266.000 này, trên 100.000 view là là khá là tốt, được chưa ạ? Trên 100.000 view khá tốt. Đấy, ví dụ này. Lấy ảnh nền carot làm hình nền Safari thì mặc dù cái clip này nó được 2,7 triệu lượt xem nhưng mà cái tệp đối tượng này thì nó lại không phù hợp với quang mình không ứng dụng được cái video này vào cho những người kinh doanh online thì quang bỏ qua đấy quang kéo ông dưới bật mí bí mật theo dõi người yêu 24 trên 7 thì những cái người mà kinh doanh ấy, thì cũng không không cần cái ý tưởng này được chưa ạ quang bỏ qua lướt tiktok không cần vuốt thì cái này cũng dành cho trẻ con thôi bỏ qua rồi để xem là ông này ông có những cái mẹo gì có những cái mẹo gì mà mình có thể lôi về đấy mình có thể lấy về để để cho những người mà đang kinh doanh họ có thể dùng được. Đây. Ví dụ này. Lấy lại mật khẩu Facebook không có số điện thoại và Gmail. Đây là một cái video đạt được 310.000 lượt xem. Và theo mọi người thì những người kinh doanh online có cần cái mẹo này không ạ? Có cần không mọi người? Cần đúng không ạ? Rồi mở WhatsApp ra. Hoặc mọi người ở trên điện thoại thì mở nốt ra nhá Rồi chúng ta ghi này. Ý tưởng làm video rồi xuống dòng gạch đầu dòng lấy lại mật khẩu Facebook mà không cần số điện thoại rồi. Thì bây giờ mình mình sẽ vào để mình xem là người ta làm theo cách nào đã. Bây giờ mình vẫn phải xem người ta đã phải xem đối thủ xem là họ làm theo cách nào rồi. Đấy chưa? Thì mình vào mình xem là họ họ đã dùng cách nào. Ồ. Oh. tình bắt đầu từ đâu bất luận bạn là đàn Đấy, chúng ta sẽ vào video để, để chúng ta xem mọi người sẽ vào để xem là anh này đã làm theo cách nào rồi à, anh này đã giới thiệu cái gì rồi chúng ta xem nhá cái điều này là bí mật mà ít người chia sẻ với các anh chị ạ <laughs> thậm chí mọi người có đi học nhá thì thì có thể có những thầy ấy chỉ dạy cho các anh chị cách à, tức là chia sẻ lại những cái gì mà mà họ phân tích ra thôi họ nghiên cứu ra thôi chứ còn về cái gốc rễ thì các anh chị sẽ không được học đâu nhưng mà quan đã hướng dẫn mọi người cái gốc rễ đấy à, để sau này kể cả mọi người chúng ta thậm chí mọi người học xong mọi người có thể dạy được cho tuyến dưới của mình luôn đó thì đây bởi vì nó là cái gốc mà con nó dạy đang chia sẻ cho mọi người cái gốc đấy, đấy. rồi ờ, chúng ta xem này bây giờ chúng ta xem nhá xem thử cái video này người ta đang làm cái gì người ta đang làm cái gì rồi lấy lại mật khẩu này xem nào lấy lại mật khẩu Facebook khi không có số điện thoại và Gmail một cách vô cùng đơn giản. Đầu tiên thì mình vào Messenger, chọn vào avatar, chọn tiếp vào số di động, thêm số di động nè. Mình hãy thêm một cái số điện thoại bất kỳ mà mình chưa sử dụng cho tài khoản nào hết vào đây. Facebook sẽ gửi về tin nhắn SMS một mã xác nhận gồm 6 chữ số. Mình chỉ cần xác nhận số điện thoại rồi dùng số điện thoại này để cập nhật lại mật khẩu mới. Chúc các bạn thành công nha. Lấy lại mật khẩu Ok, Facebook. rồi như vậy là sau khi xem xong thì mình cũng đã biết được là người ta đang làm cái gì rồi đúng không ạ? Thì bây giờ mọi người có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là làm theo cái cách này luôn. Là lên làm một video dạy lại theo cách này luôn. Được chưa ạ? Thì đó là những cái video đầu tiên là Quang làm như vậy luôn. Quang lấy chính cái cách của anh này luôn. Quang nói nói lại. Và thể hiện lại nó khác biệt một chút theo cách của mình. Có cách số 2 này. Là mọi người Google. Đó. Thực ra là có phải cái gì Quang cũng biết đâu đúng không ạ mình không biết thì mình hỏi google mình copy cái ý tưởng này rồi dán ra google được chưa ạ đây thì ở đây nó ra này lấy lại mật khẩu facebook khi mất số điện thoại và gmail này cách lấy lại số điện thoại mật khẩu facebook mà không cần email và số điện thoại này thì nó ra rất nhiều nó ra rất nhiều hướng dẫn ở đây thậm chí là chính những cái người đấy họ cũng phải lên đây để họ xem cái đây này mọi người nhìn này Bước 1 là mở trình duyệt Google Chrome này, chọn dấu ba chấm dọc, chọn cài đặt. Chọn vào mật khẩu ở mục tự động điền, lướt tìm mật khẩu Facebook bạn đã lưu rồi nhấn vào biểu tượng con mắt để xem mật khẩu. Đúng không ạ? Vẫn là cái ý tưởng đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta lại có cách số 2 rồi. Mình lên mình làm thôi. Đúng không ạ? Thì cái ý tưởng đấy nó lại ý tưởng triệu view rồi. Mình làm lại theo cái ý tưởng đấy là sẵn sàng lên triệu view thêm một lần nữa. Bởi vì cái nhu cầu người ta đã có rồi mà. Nhu cầu đã có rồi nhé mọi người nhá. Đấy rồi xong một ý tưởng, đấy, tiếp tục lướt tiếp lướt tiếp, rồi lướt tiếp nào để xem là có cái gì nữa nào hãy tận dụng tính năng này trên camera à, camera là có vẻ là cũng liên quan đến những người kinh doanh online đấy những người mà mà đang quan tâm đến kênh của quang mà đang kinh doanh thì chắc là cũng quan tâm đến camera đúng không ạ bấm vào xem thử anh nam hello cô thư có nhiều bạn hỏi cái tên này là gì vậy? Ừ. à đó là cái đèn hồng ngoại. À, vậy bật nó lên như thế nào anh? Đèn hồng ngoại thì có sẵn trên máy. Rồi, cái này nó không giúp ích, bỏ qua. Không ứng dụng được. Tiếp tục nào. Tiếp tục để xem là có cái nào mà nó lại áp dụng được chuyển sang chủ đề của mình không. Rồi, nếu kênh này không có mọi người nhá, nếu kênh này không có đúng không ạ? Thì mình trở về, mình sang kênh khác. Mình tìm hết kênh này rồi mình sang kênh khác này ví dụ bây giờ quang sẽ tìm một kênh nào khác đi. Rồi kênh này xem ạ Một ngày đẹp trời cầm điện thoại. Nó vào kênh để xem nào để tìm nào. Xem tin nhắn ẩn Zalo, bảo mật trên Zalo không phải không có. Tiếp tục tìm. Đấy, vẫn cùng là công nghệ mọi người nhé Nhưng có những cái thì nó sẽ có thể là kết hợp vào được của mình Còn có những cái thì không Thì cái này là mình phải lựa chọn thôi Mình phải lựa chọn Nhưng phải cái nào mình cũng có thể lấy được Rồi trở về Điều lên phát hiện cái... mới. Chị ơi làm sao để đi ngủ Đây kênh của Hứa, Hứa Phương Ngân này Kênh này là Quang cũng lấy một số ý tưởng về này Đây clip này có 7,7 triệu Mọi người xem nhé mình vừa mới tìm được một cái mẹ trên tiktok Đã hay, lại còn tiện không xem ấy thì phí chụp mãi mới chọn được một con ảnh ưng ý mỗi tội là chụp bằng điện thoại nên sau khi chỉnh xong ảnh nó vỡ đắp bé đắt bé rồi thế thì chỉ cần cái app này thôi ấn vào đây chọn một bức ảnh mà bạn muốn làm cho nó nét hơn đợi một tí để app xử lý ảnh và đây chính là kết quả nét càng nét luôn kể cả zoom cận vào mặt thì vẫn rõ nét một cách hoàn hảo triệu hồi luôn cả Mr. tôi đảm để cho mọi người thấy cái app này nó đỉnh như nào nhé quá là uy tín luôn mình vừa mới rồi tìm được cái ok này. xong đúng không ạ ý tưởng cái app này thì chắc chắn là áp dụng vào kênh của quan được rồi bởi vì những người kinh doanh online là rất cần cái app này ghi luôn ý tưởng vào đây ý tưởng hai là gì ạ à? app làm nét ảnh trên điện thoại sau sau ý tưởng hai và cái app này là ray mini mình lại có hai cách cách số 1 là mình lấy luôn cái app này để mình quay và cách số 2 là mình lại gõ lên google mình lại gõ google là app làm nét ảnh trên điện thoại đấy mọi người cứ nhớ là có hai cách cách một là mình lấy y e hệt luôn lấy y e hệt luôn cũng được chẳng vấn đề gì hết còn nếu mà mình thích mình khác biệt một chút thì mình lấy cái app khác mình chẳng phải là remini thì là mình sẽ là cái app snap speed đây mọi người thấy không quang lại tìm ra được hàng chục cái app luôn chứ không chỉ riêng một cái app đấy, đấy. đúng không ạ vào mọi người à, hay là ví dụ này bây giờ chủ đề về về gì ạ mọi người comment cho quang nào chủ đề về gì nào comment cho quang chủ đề về gì nào đấy sau đó mình tiếp tục thôi mình tiếp tục lướt ở kênh này và các kênh khác thôi thì mình sẽ vô cùng dồi dào ý tưởng và mọi người nhớ giúp quang những cái ý tưởng nào đã lên triệu view rồi thì khi mà mình lấy nó mình làm lại thì khả năng lên triệu view rất là cao bởi vì nó đã được chứng minh là có nhu cầu bởi vì phải có cái nhu cầu đấy thì clip của người ta mới lên triệu view đúng không ạ rồi bất động sản bất động sản nhá bất động sản nào vâng bất động sản sau đó đến du lịch ạ sau đó đến du lịch vâng bất động sản nào ví dụ chúng ta tìm hashtag đi hashtag bất động sản enter sang hashtag rồi bây giờ bấm vào một kênh à căn này giá sao em căn này có giá là 5 tỷ ba anh ạ à? ok thần số học chữa lành rồi ạ à. giá cao hơn là cả dự án lại rét rồi có chiếc khấu gì không dạ có anh ạ Bấm vào kênh để xem nhé Chúng ta bấm vào kênh để xem nào Alo, anh Hùng ừ, ạ À kênh rồi. này là chuyên về Telesale môi giới Chúng ta sẽ tìm một kênh khác Về đầu tư xem ạ Rồi đây Ví dụ chúng ta xem kênh này đi Ở Sài Gòn này có một cái mô hình Bán bất động sản Bấm vào kênh Rồi và tìm tiếp này Chúng ta tìm này Kênh này là không phải Về bất động sản rồi Đây, ví dụ như là cái lướt cọc đất này, mọi người chúng ta sẽ thấy cái lướt cọc đất này có 783.000 lượt xem, chúng ta xem này. Lướt cọc là một cái nghệ thuật, lướt cọc là như này nè. Và các bạn phải rành ở trong thị trường bất động sản mới lướt cọc thì có hai dạng, lướt cọc đất nền, lướt cọc uh, chung cư. Ví dụ hôm nay nó mở bán nó bút nó nó cho giữ chỗ 50 triệu một căn. Bắt đầu qua tháng sau hay là qua hai tháng sau nó mới ký hợp đồng. Thì từ giờ đến 2 tháng sau các bạn, từ giờ đến cái lúc mà nó kia nhận ra một cái điều gì mà kênh này anh làm chưa tốt chứ tức là những cái khoảng mà liền kề với nhau ấy nó chưa được liền mạch lắm và nó khiến người xem phải đợi khá là nhiều đúng không ạ mình thấy rằng một cái điểm này mình có thể làm tốt hơn người ta luôn nha còn các bạn bán lại cái hợp đồng này bán lại cái lướt cọc như này nè bán ví dụ vị trí đẹp thì các bạn bán trăm hay trăm rưỡi cho đó các bạn trên lịch là 50 100 triệu nhưng mà bạn phải phải đủ bằng lĩnh đủ kiến thức đủ trình độ để bán hàng lướt cọc nha còn trường hợp các bạn không có không đủ trình độ thì là lỗ luôn thì sáng nay cũng có một cái chị ở ngoài nha trang cũng lướt cọc nhưng mà lướt lỗ luôn nha cũng giờ mình tư vấn xong rồi để thoát hàng không kịp là lỗ luôn nha lướt cọc nhưng mà không biết lướt thì là lỗ rồi, luôn sao mọi người thấy rằng là cái lướt cọc đất cái ý tưởng về lướt cọc đất này sao ạ 783 000 lượt xem tức là có nhu cầu về cái chủ đề này lấy luôn đây ý tưởng video bất động sản rồi mình sẽ lấy về lướt cọc đất rồi ý tưởng một là lướt cọc đất đúng không ạ lướt cọc đất thì bây giờ nó về cái chủ đề về bất động sản này nó hơi đặc thù một chút thì mình có thể là không cần lấy cái nội dung như họ thì bây giờ mọi người sẽ sử dụng cái kiến thức của mình mình dùng cái ý tưởng về lướt cọc đất nhưng anh này anh nói là lướt cọc đất là gì thì mình có thể nói là có nên lướt cọc đất à, hay là các dạng lướt cọc đất tức là mình có cái từ khóa về lướt cọc đất là người ta đã có nhu cầu rồi đúng không ạ? thì bây giờ quang có thể gõ lên google này gõ thử xem lướt cọc đất là cái gì nhá rồi đây lướt sóng lướt cọc bất động sản và những điều cần lưu ý thì mọi người có thể làm một cái chủ đề là những điều cần lưu ý khi lướt cọc đất đây mọi người nhìn này à hay là mọi người có thể đặt một cái tiêu đề là lướt cọc đất rủi ro cao ai dám liều. Đấy. Và sau đây là sau đây là ba cái rủi ro khi mà bạn lướt sóng. Đấy, ví dụ lướt ngay đỉnh sóng chỉ cần bạn mua chậm là cọc đã giá cao rồi, sóng thị trường bắt đầu thoái trào thì sẽ rất khó để đẩy hàng. Nhiều khi thì nhà đầu tư phải bỏ cọc vì không có tiền để thanh toán hoặc vay ngân hàng để tiền vào cả lô đất. Đây mọi người có thể là copy luôn cái cái này làm kịch bản luôn này copy làm kịch bản luôn nhá Đấy ví dụ cái này copy vào đây copy làm kịch bản luôn đáng ra cái kịch bản này lại qua mình hướng dẫn nhưng tiện đây thì hướng dẫn mọi người luôn Xong một cái đúng không ạ lướt cọc đất rủi ro cao cao rủi ro Hay. bạn có dám mạo hiểm Đấy. rồi sao tiếp tục ở đây đúng không ạ tiếp tục là rơi vào bẫy fomo này rồi rơi vào bẫy fomo đấy sau đó mình lại copy mình lại đọc ở đây này mọi người đọc ở đây này và nhìn thấy có kiến thức này vì biết nhiều nhà đầu cơ vốn mỏng thích lướt cọc nhanh một số môi giới vì muốn nhanh chóng bán được hàng mà sẵn sàng đánh đổi uy tín của mình đấy, trước giao dịch thì sẽ cam kết chuyển tay cho người khác tuy nhiên sau khi chốt cọc thành công thì có muôn vàng lý do để đẩy hàng hậu quả là nhà đầu tư không tìm được người sang tay đấy ví dụ thì quang có thể viết lại này quang viết lại cơ bản nó sẽ là như sau cơ bản là do một số à có rất nhiều nhiều môi giới mong muốn kiếm tiền nhanh khi chưa bán thì hứa hẹn hứa hẹn với bạn sẽ tìm khách để sang tay. Nhưng khi cọc rồi thì bắt đầu lặn mất tâm. Xong, đúng không ạ? Tiếp tục một cái rủi ro nữa nào. Một rủi ro nữa nào. Môi giới hứa ra hàng nhưng lặn mất tâm. Đấy. À rồi. Cái này là đầu rơi bẫy FOMO này. À đây đây, zero bay mô là cái trên. Lại nha, mọi người có thể là copy một hai câu ở đây. Copy một hai câu ở đây và dán vào đây, được chưa ạ? Được chưa ạ? Thế là xong một cái ý tưởng về lướt cọc đất. Mọi người đã có một ý tưởng về lướt cọc đất rồi, thậm chí là Quang chẳng biết gì về bất động sản hết, Quang cũng có thể cũng có thể viết được một cái kịch bản về bất động sản nhờ vào Google và nhờ vào ý tưởng triệu view mà các kênh liên quan đến mình họ đã làm trước đấy. Hay tiếp tục này, ví dụ như là lưu ý khi mua đất dự án nhá. Đây là một video mà có gần 700.000 lượt xem thì đây tức là một ý tưởng đã được chứng minh thành công này. Chúng ta lại xem cái cái kịch bản này và chúng ta lại ghi vào đây là kịch bản 2 này lưu ý khi mua đất dự án rồi sau đó mình lại lên Google mình làm gì ạ à? Dán vào đây đấy ví dụ như nó sẽ có khoảng 10 cái lưu ý gì đấy nhưng ở trong cái kênh của anh ấy anh chỉ nói được có ba lưu ý thôi thì bảy cái lưu ý còn lại thì mình lại chọn ra ba cái để mình nói thì có phải là mình khác biệt chưa các anh chị có phải mình khác biệt chưa đó có phải mình khác biệt chưa rồi mẹ và bé nhá mẹ và bé đâu ạ mẹ và bé thì rất đơn giản à. thôi vâng mẹ và bé này mẹ và bé rất đơn giản thôi đúng không ạ chẳng có gì khó cả đây mẹ và bé thì chúng ta phải phải có từ khóa ngách cái này nó phải có từ khóa ngách nhé còn từ khóa thường này nó sẽ không ra được thường thì nó sẽ là gia đình mọi người phải tìm nó hashtag là gia đình thì nó phải mới có được mẹ và bé Đấy, gia đình số 3 này Đấy. đây này Đấy, thì chúng ta lại làm tương tự như vậy thôi. Mình lại xem một cái kịch bản này. Chúng ta xem này. Số 3 review cùng hàng tàu còn đấy. Đấy. Quá ngon lắm. Rồi, tiếp tục này. Gia đình Cam Cam này. Đấy, chúng ta xem gia đình Cam Cam xem nào. Đây. Cái kênh này là kênh của bên Trung Quốc mà họ re, họ re-up về Việt Nam này mọi người.

mình chỉ cần bẻ lại cái kết của nó đi hoặc là mình thay đổi một số cái tình tiết của nó đi và mình làm ra một kịch bản tương tự như vậy là xong rồi là đó lại là một kịch bản của riêng mình mà mình dựa trên kịch bản đã được chứng minh thành công nhé chứ mình không ngồi nghĩ các chị nhớ này đừng ngồi nghĩ mọi người nghĩ là ở thời điểm đầu này 90 là sẽ fail Đấy chưa? mình phải lấy những cái ý tưởng nó đã được chứng minh thành công sẵn đã được chứng minh là có nhu cầu sẵn thì mình vào các kênh của của đối thủ đấy hay là ví dụ như khi mà mọi người vào các kênh đối thủ này thậm chí là bây giờ mọi người vào kênh của quang nhé kênh đình quang vô công nghệ này Đấy, đình quang vô công nghệ này thì ở trong comment ấy trong comment nó sẽ có rất nhiều câu hỏi Đấy, trong comment sẽ có rất nhiều câu hỏi này đây một tính năng trong cái comment sẽ có rất nhiều các câu hỏi khác nhau đấy đây ví dụ chuyến này em thấy tương tác của em giảm kinh, lượng người xem giảm xuống rất nhiều, được 8 lượt thả tim. Hay là chỉ cách làm video mà có tiếng cười phụ họa cho clip đi anh được 18 lượt thả tim thì mọi người biết được rằng là ồ, cái mà làm video hướng dẫn tiếng cười này là có thể là kịch bản của mình, mình ghi vào đây. Rồi, mình sẽ ghi vào đây là hướng dẫn làm video tiếng cười. Ok chưa? Mình ạ. Tiếp tục này, mình kéo bên dưới xem có có cái gì nữa không nào. Rồi. Mình xem tiếp này, xem có cái gì nữa không nào. Viết chữ vào linh nhạc thì làm sao vậy chú? Thế nhưng mà cái này được có hai lượt thả tim thôi. Và mình thử suy nghĩ xem là ồ cái này chắc là cái tệp kênh mình cũng chẳng cần đâu. Tại vì sao Quang không trả lời cái này? Bởi vì Quang biết rằng đây là một bạn trẻ. Nó vẫn sẽ có những bạn trẻ vào đây nhá, thì Quang sẽ không trả lời những câu hỏi này. Đấy chỉ cách khắc phục camera sau bị chụp ảnh bị lật ngược ở điện thoại Samsung đi anh, ok câu này tốt đúng không ạ? câu này là là những người kinh doanh online cần này đấy cách khắc phục camera bị lật ngược xong ở à, Samsung mọi người thấy chưa? mọi người thấy không? rất nhiều rất nhiều rất nhiều à, rất nhiều ý tưởng cho mọi người luôn còn sau này khi mà mọi người kênh của mọi người đã lên giống như kênh của Quang ấy thì mọi người chỉ việc chọn câu hỏi ở đây thôi là chúng ta đã đủ để chúng ta trả lời mãi không hết rồi. Chứ chưa cần đến là phải đi sang các kênh đối thủ. Đấy. Còn bây giờ mình là người mới mà, mình là người mới thì mình sẽ phải đi sang các kênh khác để mình xem là khán giả đang hỏi cái gì. Đấy, ok chưa? Thì mình làm mình giải đáp. Ok mọi người hiểu chưa? Ai hiểu comment số 9 nào. Ai thấy cái này quá đỉnh comment số số, số 8 nào. À. À. đấy chiến lược đấy mọi người ạ chiến lược này sẽ giúp cho mọi người chúng ta không bao giờ hết ý tưởng mà lên ý tưởng nào là gần như hot ý tưởng đấy lát nữa qua sẽ sâu cho mọi người xem nhé một số cái kênh à, các kênh mà học viên xuất sắc ấy, của quang ấy thì mọi người áp dụng cái chiến lược này rất là chính xác luôn áp dụng chính xác chiến lược này rồi tiếp tục. À, cách số 3 này, đó là mọi người sẽ xem, mọi người sẽ xem các câu hỏi mình thường gặp tại Facebook. Ví dụ ở bên Facebook của mọi người thường hay bán sản phẩm về sức khỏe đúng không ạ? Hay là bán sản phẩm về mỹ phẩm. Thì mọi người hay gặp những cái câu hỏi gì của của khán giả chẳng hạn, hay là của những cái người quen của mình. Hỏi là ồ dạo này chị bị mụn nhiều quá thì phải làm sao hả em? Đấy. Thì mình xem những câu hỏi thường gặp tại Facebook hoặc là mình vào các hội nhóm, mình vào trong các cái hội nhóm liên quan đến cái lĩnh vực mà mình định làm thì ở trong cái hội nhóm đó ấy, nó sẽ có chứa rất nhiều khách hàng tiềm năng của mình và mọi người nhìn ở phần comment trong các bài viết thì trong đó sẽ có rất nhiều câu hỏi trong đấy sẽ có rất nhiều các câu hỏi ví dụ mẹ và bé đúng không ạ và các hội nhóm liên quan đến uh, ví dụ là chuột con canh tí này là hai năm rồi này hội châu vàng này đó hay là năm năm nay là hội nhâm dần này đúng không ạ? thì trong đấy người ta sẽ hỏi rất nhiều các câu hỏi liên quan đến con trẻ, liên quan đến trẻ em. hay mọi người làm về bất động sản, làm về du lịch cũng vậy. hãy đi vào các cái hội nhóm về review các địa điểm du lịch. à ví dụ như là à, vào các hội nhóm review thì người ta sẽ hỏi là mình sắp sửa đi Sapa thì à, mình nên đi những đâu hả mọi người và chi phí hết bao nhiêu? có phải ý tưởng của mọi người không ạ? chuẩn ý tưởng luôn. đây mọi người thể lên Facebook mọi người tìm nhé. Đấy, đây ví dụ mọi người tìm về 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 gì ạ? Rồi, ví dụ là review du lịch đi xem nào. Rồi, review du lịch nha. Rồi, mình vào đây mình xem. Mình vào những cái hội nhóm tương tự này thôi, đúng không ạ? Bấm vào nhóm này. Đây. Đây, vào những cái mà nhiều thành viên này. Đấy, Mọi người có thể đọc ở phần bình luận này, đọc phần bình luận này sẽ có này Đấy, hoặc là ví dụ mình thấy có một cái sự kiện này, có một cái sự kiện là Carnival Đà Nẵng này, thì mọi người chúng ta hoàn toàn có thể lên một cái clip review luôn Lên một clip review về cái sự kiện, sự kiện của Đà Nẵng này luôn Đấy, bạn nào mà đang ở trong Đà Nẵng thì nhanh chóng ghé qua nhé Đấy, review luôn Được chưa ạ? Hay đây, đi Vũng Tàu, mùa nghỉ hè vui lắm, biển không một bóng người nước biển xanh ngắt các bạn nhớ đi sắp xếp thời gian nhé đợt này mình không còn bị giải đinh nữa chỉ có cái là từ Sài Gòn xuống tới Vũng Tàu mất khoảng 5 tiếng chiều về cũng tầm đó nữa thôi ý của bạn này là hiện tại thì thì Vũng Tàu đang rất là đông đúng không ạ đang rất là đông thì mọi người hoàn toàn có thể làm một cái uh, video là tình trạng hiện tại của Vũng Tàu bạn nào nên đi thì hãy cân nhắc và hãy xem hết video này để cân nhắc nhé đó đấy là tình trạng hiện tại đang rất đông rất đông rất đông như vậy Đúng không ạ? Đây mọi người có thể đọc bình luận có rất nhiều này. Đây Đà, Đà, Lạt này. Đây, thiên đường nổi tiếng này, vé vào cổng này. Bạn ấy là bạn đang review những cái nơi mà mà nên đến ở Đà Lạt thì mình có thể làm cái video là top 10 địa điểm mà khi bạn đến Đà Lạt không thể ghé qua. Đấy, top 1 đó là gì? Và sau đó mọi người sẽ review thôi. Đấy, viết kịch bản của mình vào đấy. Đấy, top ví dụ là top 10 địa điểm. 10 địa điểm. Bạn không thể bỏ qua Wow, khi đến Đà Lạt Đà Lạt đúng không ạ hay là mọi người có thể nhìn thấy đây này là các bạn đã review rất nhiều những cái địa điểm mà nó còn chưa đến 90k một người này tức là các bạn đang rất là quan tâm đến việc là là giá, giá vé thì mình sẽ phải nói một cái gì đến giá vé đấy hay là top 10 địa điểm điểm có giá vé dưới 100k tại Đà Lạt mọi người Chào đúng không ạ <laughs> đấy thì chúng ta sẽ có rất nhiều ý tưởng cứ lượn đây lượn đây lượn đây xem ở các hội nhóm hết hội nhóm này mình lại vào hội nhóm khác mọi người nếu mà cứ ngồi tập trung cho qua trong vòng khoảng 2 tiếng ấy mọi người có thể viết được ít nhất là 50 ý tưởng chúng ta quay hơn một tháng luôn đấy, sau đó sẵn đăng rồi sau đó mọi người sẵn đăng rồi được chưa rồi tiếp tục đây, mang ý tưởng view thấp về làm lại. Mang những cái ý tưởng mà có lượt view thấp về làm lại. Thì Quang nhận ra một cái điều như này. Quang nhận ra một điều như này. Có những cái kênh lớn trong cùng chủ đề với Quang ấy. Ở trong cái lĩnh vực về công nghệ của Quang có khoảng 20 kênh lớn trên 100.000 lượt xem. Và 20 kênh này đều follow chéo lẫn nhau hết. Thậm chí là follow cả những kênh mà dưới 100.000 lượt xem. À, 100.000 follow. Nhưng mà những cái kênh đấy đang phát triển, nó đang trên đà phát triển thì tất cả đều follow hết. Mọi người biết để làm gì không? Để chờ cái kênh nhỏ nhỏ kia kìa, nó ra cái video gì ấy. Nó nghĩ được ra cái ý tưởng gì mà nó đánh được vào cái nhu cầu của đám đông. Nhưng bởi vì đó là kênh mới nên là những cái chủ kênh đấy họ chưa biết cách tối ưu À, có thể là mặc dù cái app đấy nó nó rất là hay ví dụ cái app làm nét ảnh ấy nó rất là hay nhưng bạn ấy không biết cách làm bạn ấy làm cứ dài lê thê ồ đầu tiên các bạn phải bấm vào chỗ này nhá sau đó thì các bạn bỏ qua quảng cáo đi nhá sau đó thì các bạn lại tiếp tục chọn một cái bức ảnh lên người ta nói quá dài dòng như vậy và sau khi đó quang nhìn vào quang thấy ồ cái app này hay như thế này chỉ cần bây giờ mình phải rút ngắn cái thời gian này đi bạn này đang nói dài dòng bạn này đang video của đang không có nhạc này video của bạn này đang bị vi phạm lỗi của tiktok này mọi người biết làm gì không ạ nhặt cái ý tưởng đấy về làm lại <laughs> thế là mình lên triệu view còn uh, những kênh kia thì kệ họ thôi đúng không ạ đó và quang để ý một điều đó là 20 kênh trong lĩnh vực về công nghệ của quang ấy thì cứ ngày hôm nay có một kênh nào tìm được một cái ý tưởng gì đó triệu view thì ngày mai 19 kênh còn lại sẽ theo cái ý tưởng đấy mà làm <laughs> đó là như vậy bởi vì tiktok hiện tại của việt nam mình đang có khoảng gần 50 triệu người dùng một kênh giỏi lắm làm cái video đấy được khoảng 10 triệu lượt xem là nhiều Thì còn 40 triệu người nữa chưa được tiếp cận đến cái nội dung đó đấy. Điển hình nhất là như đợt vừa rồi mọi người có thể nhìn thấy là Cái chen là nhìn sang trái đúng không ạ Thì bao nhiêu kênh, hàng 10, 20 kênh, 30 kênh Hàng trăm kênh cứ làm theo nhìn sang trái Và kênh nào cũng lên trăm ca view, lên triệu view đấy. Thì mình lấy những cái ý tưởng hay ho đó về Mình làm lại, mình make, make up lại cho nó được chưa? Mấy áp lại cho nó nha. Những cái kênh nào mà yếu hơn mình nhá, các anh chị vẫn cần phải follow chứ không nhất thiết là cứ phải follow những kênh mà đã lớn rồi đâu. Có những kênh họ làm yếu hơn mình. Hay là ví dụ như mọi người làm theo dạng DIY chẳng hạn, làm theo cái dạng mà mà nấu ăn chẳng hạn thì có những kênh mà họ nấu ăn nhưng mà họ chỉ ghép mỗi nhạc thôi. Nhưng quang bật mí với mọi người cái thị hiếu của người Việt Nam mình hiện tại ấy, là họ vẫn thích xem cái gì có lồng tiếng. thì theo mọi người nếu mà mình nhìn thấy một cái món ăn họ làm rất là sáng tạo rất độc đáo nhưng họ lại chưa có lời thì mình phải làm sao ạ? mình làm sao ạ? mọi người comment nào? mọi người comment cho quan nào? comment nào? mọi người comment nào? bây giờ mình biết được cái thị hiếu của người Việt Nam rồi là họ phải xem cái gì có lồng tiếng nhưng ở kênh kia họ có cái ý tưởng về đồ ăn hay quá đó nhưng mà họ lại không lồng tiếng thì việc của mình là gì ạ? họ có một cái ý tưởng rất là tốt, à, họ có một cái ý tưởng, họ có một cái video rất là tốt. mình làm gì ạ? thuyết minh, ok, trước khi thuyết minh thì mình phải làm gì ạ? chính xác phải lấy ý tưởng về để mình lồng tiếng, lấy cái ý tưởng đấy về nhưng mà chính mình là mình phải tự đấu mọi người nhá chứ không phải là lưu cái video của người ta về xong lồng tiếng lại đăng lên đâu. như vậy gọi là đánh đánh cắp bản quyền thì không được, được chưa? mình phải tham khảo cái ý tưởng đấy ví dụ họ nấu cái món là thịt xiên chẳng hạn thì mình cũng lấy món thịt xiên về mình cũng thịt mình cũng xiên vào xong là mình nướng và mình thuyết minh được chưa mình thuyết minh mình lồng tiếng vào đó ok mọi người rồi được chính xác mình làm lại mình lồng tiếng vào hay là ví dụ như này thì vừa rồi quang có cốt trinh như một bên hệ thống là họ làm chuyên về sức khỏe thôi thì họ là làm theo dạng chuyên gia ngồi nói thì khi mà đi tìm ý tưởng ấy thì họ thấy rằng là những cái người mà làm trước đó họ chỉ nêu ra mỗi cái tiêu đề thôi ví dụ này là năm cách để bạn có lá gan khỏe mạnh một đó là uống nước vào buổi sáng hai đó là ăn vitamin ba là gì đấy chỉ nêu mỗi ra cái tiêu đề thôi thì quang mới bảo họ rằng là nếu như chỉ nêu mỗi tiêu đề như vậy thì khán giả không bao giờ tin bạn là một chuyên gia hết bạn phải giải thích được là tại sao uống nước trong nước nó có cái gì mà lại bổ gan nó thải độc như thế nào à thì khi mà họ có được cái tư duy đấy rồi họ bắt đầu đi lấy những cái ý tưởng mà những người đã làm trước đó rồi về và họ làm tốt hơn họ không có giải thích đúng không ạ rồi ví dụ nha đây quan sẽ lên nếu như mà ở cái kênh kênh mà người thành công ấy họ không có giải thích mình bắt đầu mình gõ lên google ví dụ này là những thực phẩm tốt cho gan Đấy, tốt cho gan đi ví dụ trà xanh trà xanh này đúng không ạ đấy thì ví dụ như là các kênh khác là họ chỉ nói là năm thực phẩm tốt cho gan, một là cà phê, hai là bột yến mạch, ba là trà xanh, bốn là tỏi, năm là quả mọng. Nói như vậy ai chẳng nói được, đúng không Thậm chí quang chẳng biết gì quang nói được. Thế nhưng cái quan trọng là phải giải thích được tại vì sao trà xanh lại giúp được điều đó. Đấy. Thì đây, trong trà xanh có nhiều chất chống oxy hóa, cải thiện nồng độ men gan, giảm căng thẳng oxy hóa và chất béo tích tụ trong gan. Chỉ cần nói được một câu như vậy thôi, khán giả tin mình luôn và đây chuyên gia đây rồi nhưng thực ra là chuyên gia search google có phải đâu mình đâu cần phải biết đâu đúng không ạ đây hoặc là ví dụ như quang chỉ nắm được mỗi cái từ khóa đấy thôi nhé. thì quang sẽ gõ này tại sao trà xanh tốt cho gan enter đó đây thì nó lại ra đây uống trà xanh có tác dụng gì đúng không ạ họ chỉ nêu mỗi tiêu đề thôi thì mình lên google mình gõ để mình tìm kiến thức google cái gì cũng có cái chị ạ Google cái gì cũng có Vâng <laughs> Nếu như mọi người Ngày hôm nay cái bài học này Là một bài học mà Quang học 3 năm Với rất nhiều tiền Bỏ ra đi học Cái tư duy về search Google ấy Nó là một cái tư duy rất quan trọng Nhưng nhiều khi mọi người bỏ qua Đấy. Hôm nay mọi người đã được học Một cái tư duy ừ. nó cực kỳ quan trọng luôn Mọi người sẽ có hàng ngàn ý tưởng Không mà lo hết Thậm chí là trước đây Quang mò Google ấy Quang mò Google này Quang gõ này là các mẹo hay về công nghệ và quang mò ra một cái trang web trong đấy nó chứa một nghìn cái mẹo về công nghệ <laughs> quang lưu cái trang web đấy lại và hàng ngày quang lên cái trang web đấy quang lướt xem là mẹo một là gì mẹo hai là gì mẹo ba là gì và việc của mình là lựa thôi việc của mình là chọn thôi đó có bắt đầu lựa không biết là cái mẹo này thì khán giả có nhiều người quan tâm không nhỉ nếu có nốt lại nếu không bỏ qua đó chứ làm sao mà bây giờ cái gì quang cũng biết được đúng không ạ không phải cái gì quang cũng biết nhưng mà khi mà quang nhìn vào cái ý tưởng đấy bắt đầu mình hình dung trong đầu liệu cái này có nhiều người cần không đấy đây bốn tám mẹo vặt nhỏ này bốn tám mẹo này vào đây là nó đã ghi cho mình bốn tám cái mẹo rồi mình chỉ cần lựa thôi mình vào mình lựa xem cái nào phù hợp với cả tệp của mình thì mình lấy thôi đấy, hay là ví dụ như là mọi người có thể lên trên google này mọi người gõ này tất cả các chủ đề đều có sẵn rồi mọi người chỉ cần gõ thôi Ok chưa? Rồi phần nào mọi người thấy hay thì comment là hay nhá. Rồi. Chúng ta sẽ comment để uh, tạo ra được cái năng lượng. Phần nào mọi người thấy hay thì chúng ta comment là hay. Đúng không ạ? Rồi, tiếp tục, đó là tìm kiếm trên YouTube, Google và Facebook. Rồi. Tìm kiếm trên YouTube, Google và Facebook đấy thì quang vừa hướng dẫn mọi người đấy ví dụ như là à, mọi người sẽ gõ là về 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 gì ạ làm đẹp này các mẹo làm đẹp các mẹo làm đẹp tại nhà đi tại nhà đi đấy ba bí quyết làm đẹp ra mặt tại nhà của phụ nữ Hàn Quốc nhiều cho mọi người nhiều chưa ạ đấy có nhiều không ạ hay là ví dụ mọi người thần số học đúng không ạ rồi thần số học này gõ là thần số học Enter một cái. Thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây này. Thần số học là gì? Đúng không ạ? Có người hỏi thần số học là gì. Đấy. Hay là tra cứu thần số học này. Tất cả các website này. Thần số học ứng dụng này. Thần số học ứng dụng. Rồi. Đây. Chúng ta bấm vào một cái website nào đó review thần số học. Đấy. Vậy thế không ạ? Hay là ví dụ mình không rõ về ý nghĩa của một con số nào đó Hay là ví dụ như là có người hỏi mình là Số 6 Phù hợp với Nghề nghiệp gì Rồi Đây số 6 đây Thì mọi người sẽ lấy cái thông tin này Và lên mọi người nói là Các bạn có thể thấy được rằng người số 6 ấy Là mang cái năng lượng Thích hợp với những công việc liên quan đến bộ óc sáng tạo những ngành nghề sau đây sẽ đem lại thành công rất cao cho người số 6 như chuyên viên tâm lý, họa sĩ, nhà thiết kế, diễn viên, ca sĩ, tất cả những nghề ấy đều thích hợp với người số 6. Được chưa ạ? Đấy. Như vậy thôi, rất đơn giản. Hay là ví dụ như là thần số học à? thần số học ví dụ thần số học số 9 đi để xem là thần số 9 là gì hay là con số vua con số vua trong thần số học Đấy mọi người gõ những cái này ra Đây hay là này thần số học số 22 này cách tính thần số học này đấy mọi người thấy không khi mà mọi người bấm như này Google nó sẽ gợi ý cho mình nó sẽ gợi ý cho mình này Đấy mũi tên thần số học chỉ số nhân cách trong thần số học thần số học số 9 số 11 số 10 số 3 mọi người thấy không ạ Đấy, rất nhiều những câu hỏi đây. Hay là mọi người có thể lên YouTube nhá, tìm xong ở Google rồi mọi người lên YouTube. Và mọi người vào những kênh tương tự. Rồi mọi người vào những kênh tương tự. Đấy, ví dụ như Quang sẽ vào kênh của của anh Nam Trịnh này với Perennia. Bạn có thể dễ dàng thanh Tôi toán làm và nhận phim cùng Nam Trịnh này. Quang sẽ tìm ở trong này những cái ý tưởng. Bởi vì ở đây anh ấy làm là những cái video dài các chị ạ. Đúng không ạ? Thì không phải là ai cũng có thể xem video dài thì mình chuyển thể những cái ý tưởng đó thành video ngắn là mình sẽ thắng luôn. Tìm ý tưởng ở trên YouTube ở những kênh tương tự này. Ví dụ như là tại đây anh ấy có một cái video về về set up ánh sáng này. Đấy, quang sẽ vào đây, quang học lại cái ý tưởng set up ánh sáng này và quang lên TikTok quang nói là cách set up ánh sáng cho bạn giúp cho video của bạn rõ nét cực kỳ. Cách số bước số 1, bạn phải để một cái đèn bên trái góc 45 độ à cách số bước số 2 bạn phải để một cái đèn bên phải góc 30 độ và giảm cái ánh sáng xuống chỉ còn 1 phần tư so với đèn bên trái và thứ ba là bạn phải đặt cho mình một cái đèn ở phía sau để đánh vào background như vậy là xong rồi Quang tóm tắt lại cái video 14 phút này chỉ trong vòng có chưa đầy một phút Mọi người thấy không ạ? Đây tiếp tục mình đi tìm này, mình tìm tiếp giống như là ở trên kênh TikTok ấy. Và đây gọi là cái chiến lược là chiến lược dịch chuyển mọi người ạ đây là chiến lược dịch chuyển đây là chiến lược dịch chuyển chúng ta sẽ dịch chuyển nội dung từ các nền tảng dịch chuyển nội dung từ nền tảng của Facebook sang tiktok dịch chuyển nội dung của YouTube sang tiktok đó chiến lược dịch chuyển mọi người nha hay là dịch chuyển từ kênh của người khác về kênh của mình thì vẫn là dịch chuyển thì nó sẽ tiếp cận một cái tệp đối tượng khác Ok, bao nhiêu số anh chị thấy rằng là đến đây là rất nhiều ý tưởng rồi nào Đã có rất nhiều ý tưởng rồi nào <laughs> xin mời mọi người chia sẻ đi ạ Xin mời mọi người chia sẻ nào, xin mời mọi anh chị chia sẻ nào Xin mời, trước khi Quang nói tiếp Mọi người đã thấy nhiều ý tưởng chưa? Không lo cạn ý tưởng chưa? Xin mời Xin mời nào Vâng, xin mời chị ạ theo thầy buổi trước thì nói chung là những cái ý tưởng này thầy giới thiệu là em cũng áp dụng qua rồi nhưng mà thực sự là chưa triệt để em có áp dụng qua ví dụ như là tìm kiếm trên google ví dụ như là, <laughs> dụ như là cách phân biệt giày uh, da giày da bò ấy thầy thấy của em á em cũng tìm kiếm trên google trên youtube và trên tiktok nữa bởi vì là xem qua cái video của thầy là thầy cũng có dạy những cái ý tưởng đấy nên là em cũng áp dụng một chút vào đấy rồi nhưng mà hôm nay thầy dạy như thế này thì em lại càng thấy quyết tâm sâu hơn và em lại tiếp tục em đi tìm ý tưởng trong đấy tiếp nữa và đi, đi đi sâu hơn và tìm kiếm nhiều hơn tập trung hơn <laughs> rất tuyệt vời đấy khóa này là chị thấy khác cái khóa trước đúng không ạ khác một chút đúng không ạ Vâng, phải có giới thiệu thêm chút nữa Vâng, update thêm đúng. về về cái phần ý tưởng nữa bởi vì khóa trước thì quang cái phần ý tưởng này thì quang chỉ nói qua thôi nói qua thôi này thì thầy có đề xuất thêm cả YouTube với lại Google. Còn trước là thầy hầu như là thầy bảo tìm ý tưởng là đối thủ và các comment đấy các comment là nhiều tin hoặc là nhiều nhiều người hỏi đấy thì là mình sẽ lấy cái đấy là ý tưởng em cũng xem thử rồi nhưng mà hầu như là cái về cái hàng của em đấy về giày dép của em thì không không có nhiều mấy chỉ đa số là các câu hỏi về nách cơ thể thao <laughs> về giày thể thao này của em là em em bán thợ cẩm, em bán cả giày cao gót thể thao rồi thể da thứ thợ hết cả chị em với nữa nên là em chỉ uh, áp dụng một phần nào đấy thôi còn đâu là phải tìm kiếm ở google với vất nhiều ok rất thao tuyệt vời và... rất còn tuyệt vời rồi bao nhiêu số anh chị muốn là lại tiếp tục có thêm nữa nào thêm cách để tìm ý tưởng nữa nào ai muốn giơ tay ạ à? <laughs> và từ nãy giờ là được khoảng một nghìn ý tưởng rồi bây giờ lên hai nghìn các anh chị nhá, à, bây giờ lên hai nghìn này, thực ra tất cả mọi thứ nó đều có sẵn hết rồi, cái quan trọng là mọi người có tìm hay không thôi, đó mọi người có chịu tìm hay không thôi, đấy, ở trên uh, YouTube là mình lại có thể tìm ra được hàng chục kênh nội dung giống tương tự với mình đúng không ạ, nhưng mà họ chưa làm TikTok, họ chưa làm TikTok, thì mình mượn cái ý tưởng của họ về mình làm luôn, có những cái mình không biết mình học của họ luôn, đúng không ạ, mình học của họ luôn. Rồi, tiếp tục. À, mọi người sẽ có một cái website này, có một cái website tên là Pinterest. Đây là một cái website nó cũng gần tương tự giống như Google các anh chị ạ, nó cũng lớn gần như Google ấy. Đây. Mọi người xem này. Pinterest. Pinterest.com. Rồi, pinterest.com. Thì mọi người chúng ta chỉ cần lên trên Google mình gõ là Pinterest thì nó sẽ hiện ra cái trang web này và tại đây nó sẽ hỏi các anh chị là mọi người quan tâm đến cái gì à, quan tâm đến chủ đề gì ví dụ quan quan tâm đến đến gì ạ à? quan quan tâm đến công nghệ này thì quan bấm đã xong thì nó sẽ hiện ra cho quan những cái gì về công nghệ đấy nó sẽ hiện ra cho quan này về công nghệ rất nhiều về công nghệ đấy. rồi bây giờ quan sẽ tìm này ví dụ chủ đề gì ạ bây giờ quan sẽ tìm ý tưởng nhá ví dụ quan tìm chủ đề về về gì đấy ạ à, ví dụ quan tìm chủ đề về chữa lành thôi nào chữa lành nhá chữa lành chữa lành xem ạ rồi ở trên này lại không có chữa lành trên này không có chữa lành rồi cái Pinterest này thì nó sẽ không thể rộng như Google được. Nó sẽ chỉ có một số cái thôi. Chữa lành. Chữa lành không có. Thử thần số học xem nào. Rồi thần số học thì có. Thần số học thì có mọi người nha. Đây thần số học thì có. Đấy. Thì mọi người chúng ta có thể là bấm vào những cái ảnh này. Thì trong những cái ảnh này nó sẽ có kiến thức. Nó sẽ có ý tưởng cho mọi người. Nó sẽ có ý tưởng cho mọi người hay là đơn giản nhất ví dụ như chủ đề về sức khỏe đi, mọi người gõ thử sức khỏe này, là những cái này nó sẽ phổ phổ thông và nó sẽ có. Đấy. Ví dụ như ở đây nó sẽ có một cái ý tưởng cho mọi người là 10 lợi ích của chạy bộ. Đấy. Lợi ích thứ nhất là sức khỏe tinh thần, cơ thể được giải phóng các chất, giúp tinh thần thoải mái, hạnh phúc hơn. Đấy. Hay là tăng cường hệ miễn dịch, giảm cân, tăng thể lực, rồi tăng mật độ xương, sức khỏe và ổn định, đúng không ạ? Thì đó chính là những cái lợi ích của chạy bộ thì mọi người sẽ có một cái ý tưởng đấy là 10 lợi ích của chạy bộ chúng ta ghi luôn ra. Hay là ví dụ này. À mọi người thấy này. Thực hiện tư thế này vài phút mỗi ngày sẽ giúp tăng sức mạnh và kéo giãn cơ đùi của bạn. Thì mình lấy cái ý tưởng này về thôi, lý tưởng này về và mình sẽ sẽ đứng mình diễn lại thôi, mình làm lại thôi, đúng không ạ? Thì đây, quá nhiều ý tưởng cho mọi người luôn. Nó liệt kê sẵn ra rồi. Quá nhiều ý tưởng. Được chưa? Đó, thì đó là website của Pinterest mọi người nhá. Thử chủ đề của gia đình xem nào. đây có chủ đề gia đình đúng không ạ? Gia đình thì khả năng là Pinterest này sẽ không có. Rồi, sẽ không có. Cái này nó là chỉ có ảnh thôi. Cái này nó thiên về kiến thức nhiều hơn. Nếu mọi người tìm kiếm những cái gì mà liên quan đến kiến thức ấy thì thì tìm Pinterest này sẽ rất là tuyệt vời, nó sẽ có nhiều những cái kiến thức được ghi trên những bức ảnh. Rồi. À cái này em hay lên lấy ảnh để design đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Phải dùng tiếng Anh thì mới ra nhiều ạ. À tiếng Anh thử xem nào. Tiếng Anh xem nào. À. Thì chúng ta không biết tiếng Anh đúng không ạ? Mình không biết tiếng Anh thì mình làm gì ạ? Thì Google dịch anh chị. Google dịch. Mình chuyển thẻ nhá. Mình dùng Google dịch này. Sau đó mọi người vào đây, mọi người bấm chuyển thẻ từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Tiếng Việt sang tiếng Anh. Ví dụ tiếng Việt là thần số học xem nào. Rồi, copy này. giá vào đây xem có không ạ? À đây 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 có có mọi người nha, có có thần số học. Đấy, thần số học có luôn. <laughs> nhưng mà nó là tiếng Anh. Rồi, đấy thì chị Ngọc có thể vào đây nhá, chị Ngọc có thể vào đây xem được chưa ạ? Rồi. Hay là ví dụ như là địa điểm địa điểm du lịch xem nào, điểm du lịch có không ạ? rồi địa điểm du lịch thì không có hay là thử gia đình thế nào family không có giày dép xem ạ cũng không có luôn ok đó thì pinterest này cũng là một nguồn để mọi người tìm tuy nhiên nó sẽ có cái có có cái không được chưa? Rồi, tiếp theo, đó là tìm kiếm các kênh đối thủ tại Duin. Và bao nhiêu số anh chị chúng ta biết Duin là gì và đã có Duin, comment cho con số 1. Ai chưa có comment số 2 ạ? À? Ai chưa có comment cho con số 2? Ai có rồi comment 1. Ok, rất tuyệt vời. Đấy, có anh Sang có rồi, anh Quý có rồi, chị Hương chưa có. Ai sẽ có nữa ạ? Ai có rồi ạ? Mọi người comment nào. Ai có đu rồi comment Ai chưa có comment Ok chị Huệ chưa có Rồi chị Thái Trang có rồi Tốt Rồi thì nếu anh chị nào mà chúng ta chưa có nhá Thì mọi người lát nữa ấy, Thì mọi người sẽ vào kênh youtube của Quang này Mọi người xem cái video hướng dẫn tải này về Mọi người xem cái video hướng dẫn tải đu -in. Đây mọi người bấm vào kênh và kéo xuống dưới này Lát nữa ban tổ chức sẽ hỗ trợ mọi người gửi vào Đây ở đây thì Quang đã hướng dẫn mọi người Mô hình thì đúng nhá cách tải Duin ở trên ở trên Android và iPhone quản trị được chưa ở trên yêu cầu anh chị nhập mật khẩu tuy nhiên à? thì mọi người sẽ tải nó qua cái app này về thì đây nó là một cái ứng dụng TikTok nhưng mà của bên Trung Quốc nó giống như là mẹ đẻ của TikTok thế giới ấy. Duin này nó nó ra trước ở bên Trung Quốc và sau đó thì TikTok của thế giới mới ra đời vậy đây là cái nguồn ý tưởng ở tại Duin nó rất là nhiều các anh chị ạ ở tại Duin cái ý tưởng của nó rất là nhiều nhé đấy thông thường là các tiktoker tại Việt Nam ấy là họ thường đi sang bên cái Douyin này của Trung Quốc để họ lấy ý tưởng về và sau đó họ sẽ chuyển thể nó thành tiếng Việt chuyển thể nó thành phiên bản của Việt Nam thì nếu mọi người lấy được những cái ý tưởng của nước ngoài thì lại quá tốt luôn bởi vì ở Việt Nam chưa có ai làm nhưng mà có một cái khó khăn cho mọi người này đấy là mọi người không biết tiếng Trung Mọi người không biết tiếng Trung Quốc Thì Quang có một cách cho mọi người Tức là chúng ta bây giờ Bài toán mình làm kinh doanh đúng không ạ Thì mình làm sao nó nhanh nhất, nó tiện nhất Mọi người đi thuê cho Quang Đi thuê không, Ok, Quang sẽ hướng dẫn mọi người cách thuê Quang biết rằng là ví dụ mọi người đã đi học rồi ấy, Thì có rất nhiều Có rất nhiều nơi nói rằng là phải đi thuê à, Người để đi tìm ví tưởng cho mình Sau đó dịch ra tiếng Việt cho mình Nhưng sẽ không hướng dẫn các anh chị cách thuê thậm chí là ở các khóa trước thì quang cũng chưa hướng dẫn nhưng khóa này các anh chị có rất nhiều cái ưu ái đó là bây giờ quang sẽ hướng dẫn mọi người cách đi thuê luôn thì mọi người vào cho quang cái trang web đấy là tìm việc làm tiếng trung mọi người vào cho quang cái website là tìm việc làm tiếng trung được chưa ạ đây việc làm tiếng trung này và mọi người vào đây mọi người đăng cho quang này cần tìm một phiên dịch tiếng trung công việc dịch video ngắn làm việc tại đâu đấy hoặc là làm việc online chế độ đãi ngộ cao Đại ngộ cao là bao nhiêu ạ hiện tại qua đang trả cho các bạn là 20k một clip một phút vừa phải đi tìm ý tưởng phù hợp tức là phải đi tìm cái kênh mà có cách thể hiện độc đáo ấy Bác người hiểu chưa tìm kênh có cách thể hiện độc đáo ví dụ chỗ chị Hường là chị Hường bắt buộc phải thuê nhá ý tưởng về gia đình là lấy Trung Quốc về là ngon luôn lên luôn đấy bắt buộc phải thuê 20.000 quá rẻ các anh chị một tháng mình bỏ ra 600 000 mà mà họ tìm cho mình ba mươi cái kịch bản. Đầu tiên Quang trả có 10 10 12k trên một phút nhưng mà sau đó họ thấy tội bạn ấy quá. <laughs> Thế là Quang trả lên 20k. Đó, 12k rẻ quá đúng không ạ? 12k mà bắt bạn đi tìm, sau đó là là lại phải dịch ra nữa. Đây. Chỉ cần đăng một cái bài như này thôi. Mọi người nhìn. Không hết luôn. Nhận không hết. Đây, quan tâm ạ, à. em đăng ký ạ. À. Rồi, anh còn tuyển không anh? Dép IBM với á Quá nhiều luôn Mọi người thậm chí có thể vào đúng cái bài này của Quang luôn Inbox cho các bạn này luôn à, Hay là ở cái nhóm dưới này Việt Nam Visa Việc làm tiếng Trung này Cần tìm một phiên dịch tiếng Trung Công việc Dịch video ngắn TikTok Nhận lương theo sản phẩm Inbox để trao đổi thêm nhé 84 lượt, thả, lượt like 53 bình luận Mọi người xem bình luận này Đấy, Thậm chí nhiều đến mức mà Quang phải cho một cái form cho các bạn điền Chứ còn mình không thể nào mà cứ ngồi trả lời hết được Đấy thì mình bỏ 600 nghìn. Đấy, mình bỏ 600 nghìn ra. Đây, làm online được không anh? Có làm online được không ạ? À? Thì khi mà các bạn này, ấy, các bạn biết tiếng Trung, thì các bạn tìm sao các anh chị? Thì bạn tìm rất là dễ. Bạn biết từ khóa. Còn mọi người bảo là bây giờ lên Google dịch, xong dịch sang tiếng Trung ấy. Rất khó mọi người nhá Mặc dù mọi người dịch được sang đấy, nhưng mọi người đi tìm khó lắm. Quang thử rồi, quang thử rồi. Trước thì không muốn thuê các anh chị ạ, à, tự đi làm. Nhưng mà không hiểu sao các bạn ấy tìm được ra những cái mà mình mình ngồi mình mò cả ngày không ra được luôn nhưng mà đưa một cái ý tưởng cho một cái bạn về tiếng trung phát các bạn tìm ra luôn và các bạn dịch cho mình đây ví dụ như qua này có một cái bạn dịch là các bạn này đây bạn này Đấy, bên quang có luôn nhá à, các anh chị mà muốn quang kết nối luôn thì cũng có thể luôn Đấy, bạn này là làm part time cho quang thôi chứ không phải là làm full time Đấy, thì quang bảo bạn ấy đi tìm là bạn ấy tìm luôn và về dịch luôn đây dịch luôn ạ. Công bài định bao cái. Đụng dịch ở đây chưa ạ, dịch ở bên dưới này. Đây. đây hay làm ví dụ ở trên đây. Đây. Bạn này. Đây. ấy Bạn sẽ tìm, bạn các bạn sẽ tìm cho mình luôn các anh chị ạ. Mọi người phải hỏi xem là có hay lướt video đuôi ý được không nhé có một cái mẹo cho mọi người này, tìm ấy, tìm bạn phiên dịch là phải hỏi bạn ấy xem là có hay lướt duin của của Trung Quốc không, có thích lướt không, có hay lướt không. Bạn nào bảo là có thì rất là tốt. Đấy, thì các bạn sẽ có nhiều ý tưởng. Và nên tìm các bạn trẻ trẻ thôi các anh chị ạ. Đừng tìm những người mà họ họ có nhiều kinh nghiệm rồi, họ già rồi. Thì những người như vậy họ sẽ sẽ tức là họ họ sẽ đi tìm những cái nó không được uh, sáng tạo những ý tưởng, nó không được sáng tạo cho mình thì mọi người có thể tìm các bạn trẻ như này khoảng uh, 2k2 này bạn này 2k2 bạn tìm khá là tốt <laughs> ý tưởng bên Trung Quốc thì mình lấy về mình dẫn đầu luôn các tiktoker của Việt Nam là sang Trung Quốc lấy hết anh chị ạ sau đó về dịch lại thôi dịch lại diễn lại thôi thì mình đi đến cái nguồn của họ luôn còn những anh chị nào mà không có điều kiện thì mọi người dùng kịch bản tại Việt Nam ví dụ họ được 10 triệu view thì mình cũng được 5 triệu họ được một triệu mình được 500.000 và chỉ cần 500.000 thôi là đơn hàng đã bao nhiêu rồi hả các anh chị đúng không ạ mọi người phải đặt câu hỏi như vậy mình đâu cần là cứ phải mình phải vượt qua họ đâu mình đâu cần phải top một đâu chúng ta làm tiktok để làm kinh doanh để bán được hàng mục tiêu là bán được hàng thì cứ làm thế nào để bán được hàng là tốt chứ mọi người đừng tập trung vào cái việc follow ồ bây giờ mình phải nhiều follow không nếu follow không bán được hàng thì cũng không giải quyết gì đúng không ạ nhưng mà quang vẫn ưu tiên mọi người là tìm một bạn phiên dịch lấy kịch bản trung quốc về ok mọi người Mọi người ghi in hoa lên cho Quang In hoa lên, ưu tiên kịch bản bên Trung Quốc về Đó, ưu tiên kịch bản bên Trung Cách thể hiện bên Trung Nếu các bạn ấy tìm được cho mình một cái cách thể hiện Mà ở Việt Nam chưa có ai thể hiện Thì quá tốt luôn Còn không thì không sao Không sao Đó. Chúng ta vẫn có thể làm lên bình thường Một năm trước đây có rất nhiều người nói với Quang Là cái dạng content về chuyên gia Tức là dạng content mà ngồi nói ấy, đã lỗi thời rồi nhưng trong một năm đấy Quang vẫn cốt sinh cho rất nhiều học viên làm theo cái cách thể hiện đấy và họ vẫn lên vẫn lên xu hướng ở mầm thế nên là mọi người yên tâm là nó có lâu mới bão hòa, miễn là cái kiến thức của mình nó nó tốt là vẫn lên, được chưa ạ? Rồi, mọi người thấy phần này như nào ạ? À? Đây này, quá nhiều inbox này, mọi người có thể là vào chính cái 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 tút này của Quang này mọi người. Inbox trực tiếp luôn. Và các bạn ấy sẽ phải dịch xong các bạn mới có tiền, mọi người yên tâm nhé. Mình trả tiền sau chứ mình không trả tiền trước, đúng không ạ? Mình phải ưng ý mình mới trả tiền. Ok các anh chị. Rồi mọi người ok mọi người comment ok cái nào. Rồi. Đấy, thuê một bạn dịch về có 20.000 một video quá rẻ các anh chị ạ, quá rẻ. Thậm chí là kể cả, cả 30.000 vẫn rẻ nhá, 30k một video vẫn là rẻ. Đó. Ừ. Rồi, rất tuyệt vời ạ. Thậm chí là ví dụ các anh chị chúng ta có điều kiện thì cái tư duy ở đây là gì? Mọi người, nếu mọi người có điều kiện thì hãy thuê luôn một team media quay cho mình luôn. Phần kịch bản mình học rồi, mình biết kịch bản, mình tự viết. Được chưa ạ? Hoặc là mình sẽ, mình biết về luật của TikTok, ok rất tốt. Mình thuê một cái đội mà có máy quay, đến quay cho mình, cực kỳ rõ nét. Đấy. Thì cái, Quang đang hướng dần tới sau này ấy, các học viên của Quang ấy, thì Quang sẽ dựa theo cái nguồn lực tài chính của từng người mà Quang sẽ tư vấn. Nó phù hợp nhất. À, nhiều khi các chị học sau nhá, nhưng mọi người triển khai, nó không được tốt. Bởi vì mọi người quay nó rất là mờ, hay là edit nó không được chuyên nghiệp, hay là mọi người không có thời gian đúng không ạ? Thì thay vì đó, mình đã biết hết kiến thức rồi. Đó. Tại vì sao mọi người vẫn phải học? Mọi người học thì mọi người mới biết được rằng là người ta làm như thế có tốt hay không, có kiếm được khách hàng cho mình hay không. Đúng không ạ? Chứ mọi người mà không học, không biết một cái gì hết thì người ta bảo như nào mình phải nghe thế. Đó thì khi đó nó sẽ không mang lại cái hiệu quả. Nhưng khi mọi người học rồi, mọi người biết rồi và mọi người muốn à, thấy rằng là ồ bây giờ nếu mình tự quay thì nó sẽ khá là lâu và mất thời gian của mình. Thời gian đấy mình làm việc khác. Đi thuê luôn một cái đội về quay cho mình. Đấy, sẵn make up cho mình, lên kịch bản cho mình. Đó, ví dụ như một ngày quay trả họ khoảng 800 đến 1 triệu gì đó chẳng hạn Một ngày mình quay khoảng 5 đến 10 clip đó, mình đăng lên Thì như vậy nó sẽ rất là tối ưu Rất là tối ưu Thì tùy theo cái nguồn lực nhé Tùy nguồn lực của mọi người Thì Quang sẽ tư vấn cho từng anh chị phù hợp Còn nếu không ấy Thì mọi người sẽ tự làm Chúng ta tự làm Được chưa ạ Đấy Ok không ạ Thì sau này là Quang đang hướng mọi người tới cái việc đấy Tới cái việc đấy à, Còn các khóa trước là Quang đều hướng dẫn mọi người tự làm hết đó, tất cả mọi người đều tự làm nhưng mà sau này quang hướng mọi người tới việc là mình làm kinh doanh thì nếu như cái việc mà mình đi thuê ấy nó ra lợi nhuận cho mình nó tiết kiệm thời gian cho mình nhiều hơn thì tốt nhất là mình thuê được chưa ạ? rồi tiếp tục đó là các kênh tại nước ngoài sau khi mà tìm tại Duin Duin nó là một server riêng và nước ngoài ấy thì nó ở trực tiếp tại cái TikTok này là nó của nước ngoài ví dụ này mọi người tìm cái từ khóa là là gì ạ? À? là làm đẹp đi ví dụ làm đẹp ở tại Việt Nam đúng không ạ? thì mình gõ từ khóa làm đẹp vào Google dịch và nó dịch sang bên tiếng anh cho mình nó dịch cho mình thành gì à à bên em có một bạn content biết tiếng trung quá tuyệt vời luôn đó thế thì bạn đấy có thể đa di năng kết hợp việc đi tìm bên tiếng trung và sau đó thì dịch ra và viết lại thành content của việt nam rất tốt ạ thì ở bên nước ngoài là gì ạ à? là beauty thì mình sẽ copy cái này về vào trong tiktok dán nó vào đây và đi tìm tức là mình không tìm bằng tiếng việt nữa bây giờ mình chuyển sang tiếng anh mình tìm đúng không ạ bấm ra hashtag bấm vào đây đây, thì những cái kênh này là những kênh của nước ngoài luôn. Đấy, hay là ví dụ cái tìm cái từ beautiful này nó không ra đúng không ạ? Từ làm đẹp nó không ra thì mình tìm hẳn một từ nó cụ thể hơn. Ví dụ như là chăm sóc da đi. <laughs> thì nó sẽ ra từ khóa là skin care. Copy cái skin care này, copy luôn. Và dán sang đây. Dán sang đây. Enter một cái. Được chưa ạ? Thì skin đây, rất nhiều kênh và skin care tại nước ngoài. Và mình dịch chuyển cái ý tưởng này, dịch chuyển cách thể hiện này về Việt Nam. Mọi người hiểu ý quang không ạ? Mọi người hiểu, mọi người gần gật nhá. Đấy, tức là tất cả mọi thứ nó đều là dịch chuyển thôi, nó đều là dịch chuyển thôi, được chưa ạ? Mình dịch chuyển từ Duin hay dịch chuyển từ bên nước Anh, bên nước Nhật. Đó, nếu mà mình dịch chuyển được ấy, từ nước ngoài về thì ở Việt Nam chưa ai có, mình là người đầu tiên. Còn nếu không, chính bạn thân Quang Quang dịch chuyển luôn tại Việt Nam. Quang chẳng cần phải sang nước ngoài các anh chị ạ. Thời điểm đấy có rất nhiều người nói rằng là phải đi sang Trung Quốc lý tưởng độc đáo mới mẻ về. Quang bảo không cần. Quang chẳng biết tiếng Trung, lúc đấy cũng chẳng có tiền để thuê phiên dịch. <laughs> Thế là chơi luôn kịch bản Việt Nam và mình khác biệt một chút thì không phải mình copy 100% của họ các anh chị nhá Mình vẫn có sự khác biệt được chưa ạ? Nhưng mình lấy cái ý tưởng của họ, cách thể hiện của họ, mình làm vẫn lên. Rồi, mọi người cũng ghi in hoa lên, lấy kịch bản nước ngoài. <laughs> rồi cái bản nước ngoài uhm. tiếp tục cách tiếp theo ạ à. cách tiếp theo là gì mọi người thì sau khi một khoảng thời gian mọi người lấy được cái ý tưởng rồi mọi người làm quen tay rồi sau khoảng 20 cái clip rồi lúc này tự nhiên chúng ta sẽ tự nảy số được lúc này mọi người sẽ tự nảy số được rồi chứ chúng ta không cần phải đi tìm đi tìm vẫn là tối ưu nhá cái cách nảy số này là quang à, không khuyến khích mọi người đâu thực ra là không khuyến khích chúng ta ngồi nghĩ rất lâu bao giờ mới ra được một cái ý tưởng kịch bản đúng không ạ bao giờ mới ra được một cái ý tưởng đó. thế nhưng mà lúc này thì mọi người bắt đầu chúng ta quen tay hơn rồi có được cái sự móc nối sự liên kết rồi thì mình nhìn vào một kịch bản mình sẽ biết là cái nào nó sẽ hay cái nào nó sẽ không hay đó thì mình có thể tự suy nghĩ mình tự suy nghĩ và mình tối ưu rồi tự nghĩ cũng là một cách tự nghĩ nhá nhưng mà ở giai đoạn đầu mọi người nhớ này, giai đoạn đầu tuyệt đối không tự nghĩ. Đó, về sau này mọi người có thể nảy ra những cái ý tưởng rất hay. Nhưng giai đoạn đầu tuyệt đối không tự nghĩ. Giai đoạn đầu mà mọi người mà tự nghĩ là fail luôn. Đấy. Bởi vì mình là người mới lên TikTok mà, mình đâu biết thị hiếu của người ở trên TikTok là gì đâu. Mình đâu biết họ thích cái gì, họ muốn là bao nhiêu giây, họ thích nhạc gì đâu. Đúng không ạ? Thậm chí là âm nhạc Quang cũng đi sang kênh Thành Công Quang lấy luôn Đi sang những cái kênh họ làm trước rồi Xem cái bài nhạc nào hay Mình lấy về kênh mình Chứ bây giờ mình cứ ngồi mình thử từng bài một Ở trên uh, TikTok thì thử bao giờ cho nó được cái bài phù hợp Đúng không ạ? Họ đã là những người mà đi trước rồi Họ đã phải thuê những cái đội quay dựng chuyên nghiệp rồi Những người chuyên nghiệp rồi Đó để tìm ra cái bài nhạc đó Thì tại sao mình không lấy luôn? Thì sau đó mọi người sẽ có câu hỏi rằng là ồ tại sao làm sao để biết được cái tên bài nhạc đó thì ngày thứ tư quang sẽ nói với mọi người một cái app chỉ cần nghe giai điệu đọc ra được bài nhạc thậm chí là có những bài mà nó bị lẫn tiếng ấy, thì quang sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta có thể tách được cái tiếng của nó ra và lấy được cái bài nhạc đó về được chưa ạ ok <laughs> rồi tiếp tục cách tiếp theo là đặt bản thân mình vào khách hàng Đấy, đặt bản thân mình vào khách hàng và sau đó suy nghĩ xem là là nếu mà mình là một khách hàng mà mua hàng ấy hay là là một người mà gặp vấn đề như thế thì mình sẽ có những cái suy nghĩ gì, mình sẽ có những câu hỏi gì nhỉ? thì đặt chính bản thân mình vào. Đấy. hay ví dụ như à, chúng ta làm về chủ đề hai gia đình thì mọi người sẽ đặt bản thân mình vào khách hàng đúng không ạ? thì chính bản thân mình hay gặp những cái tình huống gì trong cuộc sống hàng ngày? thì mọi người dùng chính những cái tình huống đấy để mọi người làm thì nó sẽ chân thật, khách hàng nhìn thấy cái hình ảnh của họ, khán giả nhìn thấy hình ảnh của họ ở trong đấy. Đấy. họ sẽ nhìn thấy cái hình ảnh của họ như vậy là xong thôi và cuối cùng là hỏi mọi người hỏi hỏi chính những người ở trên tiktok ấy sau khi mà cứ làm xong video nào thì mọi người sẽ comment mọi người có thấy quang comment không quang hay thường hay comment đó là các bạn có câu hỏi gì cứ để lại bên dưới cho mình nhé Đấy. các bạn có câu hỏi gì cứ để lại bên dưới nhé đó. đây là ý kiến của mình còn ý kiến của các bạn như thế nào thì người ta sẽ comment nhiều và lúc đó thì mình sẽ có rất nhiều tư liệu rất nhiều ý tưởng đúng không ạ Ok, bao nhiêu số anh chị nghĩ rằng là bây nhiêu đã đủ để cho chúng ta thoải mái Nhiều ý tưởng rồi nào Comment cho Quang số 9 nào Comment Quang số 9 Nếu mọi người thấy rằng những cái chiến lược từ nãy đến giờ là quá nhiều ý tưởng rồi Không thể nào mà hết được ý tưởng rồi Muốn hết cũng không được đúng không ạ Bây giờ nếu mà chỉ bảo mình ngồi nghĩ không ấy Thì các anh chị rất bí Nhưng mà mọi người áp dụng đủ cho Quang 10 cái chiến lược trên này thì thậm chí là mình mình không cần nghĩ luôn bây giờ quang đâu cần phải nghĩ đâu Đấy. mình cứ áp dụng đúng những cái này thôi ví dụ như là bạn uh, quay phim của quang bạn ấy bảo là hôm nay quay nhá hôm nay quay đó bao, bao nhiêu cái thế là quang bảo là ok chờ một chút quang lên máy tính gõ gõ, gõ một hồi ra chụp cái ý tưởng sau đó bạn set up xong mình vào quay thôi đó chứ bây giờ để mà ngồi nghĩ ra được cả một ngày không nghĩ được một cái ý tưởng ra cái chuyện nó lâu lắm lâu, được chưa Mình áp dụng được cái trên này. Rồi các anh chị khác à? Các anh chị khác ạ. À? Mọi người mọi người thấy rằng là như vậy là mình đã có nhiều ý tưởng chưa ạ? Chúng ta comment nào, nếu thấy nhiều ý tưởng rồi comment số 9 nào. Vâng. Và... Ok, rất tuyệt vời. Đấy. Và cảm ơn anh chị. Ok, và sau đây thì à, chúng ta sẽ có một bài tập nho nhỏ. À thì quang sẽ tiếp tục chia nhóm để các anh chị chúng ta sẽ thảo luận về uh, cái điều gì mà mình cảm thấy tâm đắc nhất từ đầu buổi học đến bây giờ Được chưa các anh chị nào chúng ta chưa bật cam mọi người chúng ta bật cam lên nào các anh chị bật cam lên giúp quang nào dạ mọi người bật cam lên nào chúng ta chia sẻ về điều gì mình cảm thấy tâm đắc đó thậm chí mình có những câu hỏi mình chưa hiểu thì mình sẽ hỏi những người bạn của mình ở trong phòng zoom nhỏ hơn ok chưa rồi bao nhiêu số anh chị đã sẵn sàng để đến với cái bài tập này hãy comment cho quang chữ ss vào chat và mỗi phòng zoom thì các anh chị sẽ có à mỗi anh chị trong một phòng zoom chúng ta sẽ có 3 phút để chia sẻ Đó, và tổng cộng chúng ta sẽ có 9 phút trong mỗi phòng sẽ có từ 2 đến 3 anh chị và bây giờ là 10 giờ 4 phút đúng 10 giờ 13 các anh chị sẽ tự động được chuyển về phòng zoom chính của chúng ta rồi và ngay sau đây xin mời các anh chị chúng ta sẽ bấm zoom quang vào nút màu xanh ở trên màn hình được chưa hãy bấm vào nút màu xanh ở trên màn hình xin mời con lên thứ hai hình nào chị nào? có cái anh anh cũng dạy về một lúc hoàn cái là mình không có tiền lại được nữa vâng thế vì thế thì chị ở uh, trên tiktok ấy có thị ừ. à? siêu thị cũng khó chọn chủ đề nhỉ Ừ. Cáo à, mẹ. Đơn giản là chắc là chọn từng từng chủ đề từng món hàng một sau đó thì gì mình gì à, mẹ. Đúng gì à? đấy nên là tiến độ nó chậm quá mình mình, mình phải làm làm ít nhất là mấy video được ổn rồi thì mình chỉnh sửa biết chỉnh sửa rồi mình mới update lên lên tiktok đúng không đó. <laughs>

tình còn ngủ Thưa mọi người em không nghe thấy tiếng nhỉ chưa có người nói À đây đây em nói gì đây đây cái tai nghe của em lúc nãy em tưởng là nó hết pin em bỏ ra hóa ra nó vẫn nhận vào trong đấy cho nên là hóa ra là mình không, nghe thấy ở ngoài có hôm qua mình có tham gia ừ. mình thì là bác sĩ nha khoa hiện tại mình ở ừ, hiện tại mình cũng, mình cũng mình cũng xây một cái kênh về bác sĩ nha khoa rồi ấy nhưng mà cái đấy của mình cũng chưa chưa được tốt lắm ấy thì mình và lớp thầy quang thì hỏi thêm kênh của chị, chị thư đây gì là gì, gì? Chị... em cũng hay tham khảo kênh nha khoa ờ, kênh của chị đây là bs thư nha khoa à, em BS có cái kênh nha khoa em có cái kênh nha khoa Victoria ấy. chị có thể xem à đấy à, à đấy là kênh của em đi à vâng ạ Tầng 47 à. 000 follow à đấy à thì, à. thì kênh hay. đấy của bọn em là đã xây lâu chưa em làm được cũng uh, mấy tháng bảy tám tháng bảy tám tháng uh, em làm được nhiều video chưa ở nhiều chị ạ trên uh, à, à? cũng uh, nhưng mà em em, cũng... em làm ấy là em làm dạng uh, dạng chuyên gia hay em làm dạng kiểu dạng khi mà em em làm dạng kiểu uh, dùng hoạt họa với cả kết hợp voi <laughs> giọng voi. À, 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 ok. Còn có một kênh nữa của bác sĩ thì đang xây thôi, mới xây đây thì cũng chưa được nhiều. À. Mình vừa vừa vào zoom, mình vừa vào tiktok thì nó có bị áo không nhỉ? Em cũng không rõ lắm. Cái của là... em là nha khoa victoria ấy. Đúng rồi. Khoa... Ở bên em là ở bên long Biên này Em ở bên gia lâm chị à gia lâm đúng không ok chị ở đâu ạ ờ, chị ở chỗ hoàng cầu ấy chỗ đồng đa ấy à hoàng cầu ừ. Ờ. chị thấy view của bên em cũng tốt đấy chứ nhỉ vâng nó cũng khá là đều nhưng mà cái tệp nó đang ừ. gặp à tức là ý là cái cái tệp khách hàng của em có ổn không tức là cái đối tượng à, thì... hướng đến ấy một số video thì nó mang lại khá là ok còn uh, một số video chỉ chỉ có lượt view nhiều thôi. Có những cái video lên đến uh, gần 7 triệu view nhưng mà cái tìm ừ, nó ý ý. khoảng 10% thôi. trăm à. Ok. Tại vì là à. như trước, như trước đây chị thấy mấy cái video ừ. của em nó cũng là thuộc loại re-up đúng không? Em không ạ. Em lấy ở à, bên Trung à? Quốc. Em lấy ở bên Trung Quốc à. về. À có một số không. video thì em quay trực tiếp trên uh, bệnh nhân của mình, sau rồi à. mình trên đấy, đấy là giọng của em. À. À. Xong em dùng cái cái hiệu ứng mà biến bóp bóp giọng không? Không ạ, à, mình tăng tốc độ ở trên cấp cắt đấy chị, tăng tốc độ lên thôi là okay, nó. Ok ok. Ok à, ạ, rất tuyệt vời. <laughs> rồi bao nhiêu số anh chị, chúng ta đã có phần uh, chia sẻ vô cùng tuyệt vời của mấy người bạn của mình ạ comment cho quan số 8 vào chat à, hãy comment cho quan số 8 vào chat để chúng ta đã có phần chia sẻ và trao ừ. đổi vô cùng tuyệt vời vâng và sau đây quan xin mời một anh chị một anh chị chúng ta giơ tay và chia sẻ điều gì mình cảm thấy tâm đắc nhất từ đầu buổi học đến bây giờ chúng ta chia sẻ cái điều mà chúng ta vừa chia sẻ ở trong zoom ấy trong zoom nhỏ hơn đấy ạ xin mời Vâng, xin mời chị Hương. Xin mời chị. Tuyệt vời. <laughs> chưa nghe tiếng chị Hương ơi, chưa nghe tiếng. Chị kết nối lại mic nào. Em đúng rồi, đúng rồi. Okay. ok, chị nói to hơn một chút xem ạ. Đã nghe chưa Ok chị, ok chị. Nhưng mà phải vặn loa rất to mình nghe tiếng được. Chị để gần điện thoại lại một chút. Dạ thầy nghe rõ không thầy? Ok chị, rồi chị nói đi ạ. À. Dạ em chào thầy với em chào cả nhà mình. Trước tiên em cảm ơn thầy và cảm ơn cả nhà. nhất à, là bạn sang vừa trong phần dân nhỏ với em á. Thì à, qua buổi học hôm nay thì em biết được thêm rất là nhiều. Em tâm đắc nhất là tìm à, những cái ý tưởng ở trong các cái comment của các cái kênh của những người mà đi trước thế này và yeah, tìm sang trung quốc để mình lấy nhiều cái ý tưởng hơn rồi thầy được thầy chia nhỏ em và nhóm chung với bạn sang thì bạn sang đã học qua với lại bạn sang chia về cái ngành đó thì bạn sang chia sẻ cho em được rất là nhiều cái kinh nghiệm về những cái mà em chưa có biết tới luôn <cười> <cười> nên em rất biết ơn bạn sang và biết ơn thầy qua buổi học thứ uh, hai hôm nay em học được thêm uh, rất là nhiều những thứ mà em chưa biết thì em cũng hứa với thầy là em sẽ cố gắng học và làm để không có phụ cái lòng hy vọng của thầy với em <laughs> Ok chị, rất tuyệt vời. Lần này dạ. là phải thành công chị Hường nhá. <laughs> dạ, em cảm ơn thầy ạ. <laughs> ok chị, rất tuyệt vời. Cái chị dành cho chị Hường một tràng vỗ tay được không ạ? Có chị. Okay. Rồi, xin mời một anh chị nữa nào. Ai muốn chia sẻ nữa ạ? Xin mời. Vâng, xin mời anh Quý ạ. Xin mời anh Quý. Xin mời anh Quý đây. Chào cả nhà, mình cũng đã học qua một số cái thầy khác về tiktok thì cũng biết nhiều cách để tìm ý tưởng Nhưng hôm nay thực sự là mới biết được một cách rất hay của thầy đó là xem những cái kênh mà nó chưa tốt Hoặc là những cái ý tưởng mà nó làm chưa tốt sau đó mình chỉnh sửa để làm cho tốt hơn Thì đấy là một cái điều mình tâm đắc nhất ạ, xin cảm ơn thầy Ok, rất tuyệt vời. À, các chị hãy dành cho anh Quý một tràng hoa tay được không ạ? Ở đây. Make up lại. Đó, chính xác. Make up lại. Vâng, <laughs> make up lại. À, xin mời chị Ngọc đi ạ. Xin mời chị Ngọc. Chị Ngọc hôm nay chưa thấy chia sẻ. À. <laughs> hôm nay mình uh, cũng làm nhưng mà chưa được uh, biết uh, kép ghép cho vào cấp cắt lắm nên là chứ mà, nhưng mà học cái buổi tối hôm nay thầy chia sẻ thì cũng biết là có rất nhiều cách để mình tìm ý tưởng để mình làm à, hy vọng là sẽ ngày mai ngày kia sẽ làm được nhiều video tốt hơn <cười> <Okay>. <cười> hoàn thiện hơn xin cảm ơn à. ạ vâng cảm ơn chị ngọc các anh chị dành cho chị ngọc một tràng hoa tay được không ạ cảm ơn chị. Được rồi chị okay. chị ngọc gửi bản thô nhá gửi bản thô của video vào trong nhóm để lát nữa à, em sẽ chữa bài cho chị đó mọi người đừng lo hoàn thành hơn hoàn hảo xin mời một anh chị nữa nào xin mời một anh chị nữa nào ai nữa xin mời ạ mọi người cứ mạnh dạn chia sẻ thôi đúng không ạ chúng ta sẽ làm quen với nhau bởi vì ngay sau khi kết thúc khóa học thì mọi người vẫn sẽ kết nối để chúng ta chia sẻ được những cái kinh nghiệm đó. có những cái mọi người chúng ta chưa hiểu sâu vâng xin mời chị Vân ạ xin mời chị Khó khăn về cái việc mà vào cắt hình ở bên cắt cắt á ra là chị vẫn chưa làm được <laughs> à, Dạ vâng, ok chị, cắt hình Rồi. Còn buổi học hôm nay thì thầy dạy rất là hay ạ Đưa ra rất là nhiều ý tưởng, rất là ý nghĩa Và rất là tuyệt vời, cảm ơn thầy rất nhiều Dạ vâng, ok chị đó, thì ở trong ngày học số 4 nhá, và ngày mai thì em sẽ bắt đầu gửi video hướng dẫn mọi người cách edit video vào trong nhóm để mọi người sẽ học trước để chúng ta làm được, đúng không ạ? Đó, thì ngày mai là chị Vân này, chị Ngọc này sẽ biết cách để ghép video, cắt hình như thế nào. Đó, thì trong ngày mai. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Các chị dành cho chị Vân một tràng vào tay được không ạ? Cảm ơn chị. Ok. Rồi, chúng ta tiếp tục anh chị nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục ạ. À. Lát nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục có phần giao lưu hỏi đáp. Đó, tiếp tục chúng ta sẽ có phần giao lưu hỏi đáp. Rồi, chúng ta sẽ qua cái mô đun tiếp theo. Đó là giữ người chân, à giữ chân người xem trên 6 giây. Xin lỗi các anh chị giữ chân người xem trên 6 giây <laughs> Đấy, giữ chân người xem trên 6 giây giữ chân à, rất hay rồi làm sao để giữ được chân người ta ở lại các anh chị và làm sao giữ chân người ta ở lại đây nó là một cái mẹo của thuật toán nó là một cái mẹo của thuật toán tiktok để giúp cho mọi người có thể tăng được cái tỷ lệ lên xu hướng hơn và chỉ cần giữ chân được người xem trên 6 giây thì TikTok sẽ tính đó là một lượt xem. Vâng. Giữ chân là chúng ta cầm chân không giữ đúng không ạ? <laughs> Rồi. Thế thì bây giờ theo mọi người thì chúng ta phải làm như nào? Rồi, ok, xin mời mọi người comment vào ô chat ý kiến của mình. Xin mời mọi người comment ý kiến của mình vào ô chat giúp ạ. Theo mọi người thì bây giờ mình sẽ làm thế nào để giữ chân được người ta ở lại nhỉ? giữ chân được người xem trên 6 giây đó. làm gì trong 6 cái giây đầu tiên đấy để giữ được người ta ở lại mọi người suy nghĩ nhá mọi người cần phải suy nghĩ trước rồi sau đó khi mà quan đưa ra đáp án thì mọi người chúng ta sẽ nhớ rất là lâu mọi người sẽ ồ lên nhớ rất lâu đó. xin mời mọi người có những cách nào để giữ được người ta đây rất tuyệt vời đưa nội dung đưa nội dung tình huống gây cấn hồi hộp cao trào đến 6 giây đầu chính xác tiếp tục hấp dẫn ngay chính xác rồi tạo tiêu đề hot hoặc tiêu đề chạm vào nỗi đau của khách mối quan tâm của khách tuyệt vời đó tiêu đề hot đúng không ạ hấp dẫn ngay từ đầu chính xác đúng nỗi đau cần vào thẳng nỗi đau đó nhạc hay chính xác tuyệt vời đó vào thẳng nỗi đau đúng không ạ tiếp tục còn không ạ còn gì đâu ạ còn gì đâu ạ rồi còn gì đâu ạ nào mọi người tiếp tục liệt kê nào, còn gì nữa không ạ? Gây tò mò tuyệt vời. Chính xác, phải gây tò mò. Ok, thế bây giờ tiếp tục này. Gây tò mò thì gây tò mò như thế nào? <laughs> tiếp tục đào sâu hơn nữa nhá gây tò mò đúng không ạ mọi người hay nghe là gây tò mò nhưng bây giờ làm thế nào để gây được cái sự tò mò này cụ thể hơn nữa không ạ và đánh thẳng nỗi đau ok rồi đánh thẳng nỗi đau thì cái này nó nó là cái gốc rồi đúng không ạ rồi tiêu đề hot rồi chạm vào nỗi đau cái này chính xác rồi hấp dẫn ngay nội dung gây cấn cao trào cụ thể hơn nữa được không anh gây cấn cao trào hồi hộp cụ thể là như thế nào thì được gọi là gây cấn cao trào tạo tình huống chính xác rồi thế nhưng mà nếu mà tình huống vào vào cái là chúng ta bắt đầu tạo tình huống này bây giờ, bây giờ chúng ta tạo tình huống nhá vào này à, em chào chị ạ vâng, à hôm nay thì em có một cái đôi giày nó bị hỏng, đấy, thế nhưng mà em lại không biết là sửa như nào hay phải mua giày mới, thì em phải làm sao hả chị? thì theo mọi người đấy có phải nó vẫn là tạo tình huống nhưng đấy có phải là cách để chúng ta gây tò mò không? hay là à, em chào anh ạ, à, dạo gần đây em bị uh, đau bụng quá và em uống nhiều loại thuốc không khỏi thì có cách nào không hả anh thì có phải là đấy là cách để chúng ta gây cao trào không ạ, gây tò mò không ạ? không đúng không ạ? chính xác là không đó, chính xác là không mặc dù là mọi người đưa ra tình huống nhé mọi người kể cả đưa ra tình huống nhưng mọi người phải đưa vào đó những cái gì nó giật gân đó, ví dụ những cái đoạn mà va chạm vào nhau đang đi trên đường có hai ông một ông chạm vào ông kia ngã ủi ra đất đó đứng dậy sách cổ lên đúng không ạ thì người ta sẽ phải hóng hớt người ta sẽ hóng hớt người ta ở lại xem là ồ tại sao lại đánh nhau hai ông này sẽ đánh nhau như thế nào đó à quang thì có một chị học viên đó là làm về phun xăm thì quang đang hướng dẫn chị ấy rất là nhiều cốt rất nhiều về cái việc đó là phải đưa cái cao trào lên đầu thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chị ấy vẫn chưa đưa được cái điều đấy lên có đúng một cái video thôi là là tạo ổn đó thì nó như này bình thường là chị ấy cứ chào là ồ em ơi à, chị chào em em đến từ đâu à, hôm nay em muốn làm lông mày kiểu gì nói xong ba câu như thế người ta đã lướt đi mất rồi đúng không ạ thế nhưng mà chị ấy có một cái rất là hay chị ấy có cái kỹ thuật xăm lông mày mà sau đó là nhổ 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 từng sợi một thì khi mà chưa nhổ ấy thì nhìn nó đen xì luôn nhìn như sâu xóm các anh chị ạ à. đó thì quang bảo chị đưa cái này lên đầu và cho cãi nhau ở quán luôn thế là có một cái video cũng chưa được hẳn là đầu lắm thế nhưng mà nó cũng ở cái đoạn đoạn gần gần đầu thì cái tình huống đấy nó xảy ra thế là ngay lập tức video đấy bây giờ được hơn 30.000 lượt xem so với các video khác là cứ vài trăm vài trăm thì cái đoạn mở đầu nó rất là quan trọng mọi người nhá và trong ngày hôm nay thì Quang sẽ gợi ý cho mọi người có 6 cái mẹo có 6 cái tip để chúng ta mở đầu như đây, như sau đây. Rồi, ví dụ như cô bé màu côi và cái kết, đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Có 6 cách sau đây. Cách số 1, đó là mọi người sẽ làm theo dạng reaction và kiểm chứng. <laughs> reaction cộng kiểm chứng phản biện. Rồi, xin mời mọi người, chúng ta sẽ cùng xem thử video này. Ồ, tại sao không phát rồi nhỉ? Xin mời mọi người chúng ta xem nhá. Xin mời ạ. Thôi. Đó xin lỗi các anh chị, tại sao mà hôm nay slide lại bị lỗi này? Rồi, thế thì chúng ta sẽ sẽ xem trực tiếp trên TikTok luôn. Đây là kênh Đức Thể Hình đức thể hình đức phản biện rồi mọi người xem nhá đức thể hình phản biện này kênh này là chuyên đi nói ngược lại ý kiến của những người khác thôi đó xin mời mọi người xem Đây. năm món ăn sáng cần phải tránh xa nếu như chúng ta muốn giảm cân thứ nhất bánh mì thứ hai mì tôm thứ ba cơm trắng thứ tư xôi thứ năm bún bò huế ok chúng ta sẽ chưa quan tâm vội đến cái phần sau nhưng chúng ta hãy để ý cho quang phần đầu tiên cái phần đầu tiên này chúng ta đang xem cái gì ạ à? chúng ta đang xem cái gì ở trên cái hình ảnh này mọi người comment với quang chúng ta đang xem cái gì đang xem ai đang xem ai đang xem cái gì vâng chính xác xem cô áo hồng đúng không ạ đó tức là trong những giây đầu tiên đấy thì chưa cần biết anh này là ai nhá mình chưa cần biết anh này là ai đúng không ạ thế nhưng mà ví dụ cái chị áo hồng này là một cái chị mà hot tiktok triệu view chẳng hạn hoặc là cái video này nó đang nổi trong thời gian gần đấy chẳng hạn hoặc là cái video này nó đang được rất nhiều lượt xem và được dư luận bàn tán chẳng hạn thì chúng ta sẽ xem cái chị áo hồng này và cái khả năng mình ở lại xem nó cao không ạ À, bởi vì nó là một cái video triệu view rồi đây gọi là cái chiến lược giống như là đứng trên vai người khổng lồ thì người ta sẽ ở lại xem cái chị áo hồng này cộng với việc thêm một tình tiết nữa này là người ta rất thích xem về cái dạng là drama là gây gổ với nhau gây gổ đánh nhau thì người ta sẽ chờ xem là cái anh này anh ấy sẽ nói gì về quan điểm của chị này đó xem là có cãi nhau không đấy người ta rất thích xem những cái dạng mà cãi nhau các anh chị nhá phản biện như vậy đấy thì mọi người thấy không ạ trong vòng bao nhiêu giây đầu tiên trong vòng trong vòng 16 giây đầu tiên là chúng ta chỉ xem với chị kia thôi nghiễm nhiên là anh này anh có một cái tư liệu là cứ chỉ xem về chị đấy thôi đúng không ạ đấy thì mở đầu như này nó sẽ rất là thu hút đây là dạng reaction mở đầu theo dạng reaction cho một video của một người khác vào video của mình và sau đó mình ngồi mình xem để sau đó mình phản biện cái ý kiến đấy mình đưa ra quan điểm cá nhân của mình tại vì sao ngày hôm qua quang hỏi mọi người là mọi người có góc nhìn có quan điểm cá nhân tốt hay không đấy là nó phù hợp với cái dạng video này cái cách thể hiện này reaction đây là một cách thể hiện rất thu hút và có kênh có một kênh là CEO Hạnh Nguyễn mọi người có biết cái kênh này không ạ là kênh này chuyên làm theo cái dạng như này thôi phản biện này thôi Đấy. hạnh nguyễn ceo này Đấy. chị này chị chuyên xem cái này thôi Đấy, đúng ạ mọi người thấy không ạ đoạn đầu là chị ấy cho một cái video của một cái người khác vào và thường thì đó là một cái video nó đang hot là một cái video mà đang khiến cho dư luận bức xúc hoặc là xôn xao hoặc là nhiều ý kiến trái chiều chẳng hạn thì trong những giây đầu tiên là người ta chỉ xem cái video đấy thôi người ta còn chưa cần quan tâm đến chị này sẽ làm cái gì đó đúng không ạ rồi đấy mọi người có thể vào xem kênh này nhé chị này chị chuyên làm như vậy cái meso thì hết bao nhiêu tiền có đắt không đấy thì đấy là một cách mở đầu reaction là một cách mở đầu cho mọi người một cách mở đầu rất là thông minh cho mọi người nhé rồi hoặc là ví dụ như chị này chị học viên ở quang này chị này chị làm chị làm cái video này chị làm cái video này chị reaction cái đợt vừa rồi mà có cái vụ là là học sinh ở trường quốc tế đấy mọi người đấy thì chị làm một cái video đây được 644 000 lượt xem và chị ấy chả nói cái gì cả chị chỉ ngồi chị xem cái video phía trên thôi và người ta cũng xem cái video phía trên thôi chứ người ta cũng chẳng xem chị ấy đây mọi người xem này Đây, ví dụ clip này đi. Đi ra đường, đi xa, ra, ra xã hội ấy. Những người người ta khiêm tốn đâu phải người ta không có quan hệ. Những người người ta khiêm tốn người ta không mặc đồ hiệu, đâu phải người ta đã là nghèo. Những người người ta đi không không đi xe xị, người ta đi xe máy đâu phải là người ta đã là người không có tiền. Là đúng chưa? Đâu có phải là tôi cứ ngồi ở một cái quán Việt hè là tôi à, là cái người Chị này là chủ kênh này, chị chủ kênh ngồi góc bên dưới này mọi người thấy không ạ? Ngồi góc dưới. Người thu nhập thấp. Không có chuyện đó. Video này chị thúy bi nói lên quan điểm về thủy thủy nghèo ấy, mình thì rất là đồng tình. Còn mọi người thì sao? Hãy comment ở phía dưới nhé. Hey, cái video này là chị thúy bi chị nói về quan điểm giàu nghèo ấy, mình thì rất là đồng tình. Còn các bạn thì sao? Comment phía dưới nhé. Chả phải làm gì cả. Video lên 644 000 lượt xem. À, thế nhưng mà có một cái sai lầm, sai lầm mà chị ấy mắc phải. Đó chính là mọi người biết là gì không ạ? Đố mọi người biết. Mọi người nếu biết thì comment vào đây. Nào, mọi người đoán xem có một sai lầm khiến cho kênh này hiện tại phải bỏ. Kênh này hiện tại phải bỏ kênh làm kênh mới nhưng kênh mới cũng lên rồi kênh mới thì cũng lên chị này là học viên của k 13 k 13 đây quan cho mọi người xem chúng ta có thể follow tham khảo nhé chị hường có thể follow này đấy đây chị làm này đấy kênh mới vừa lên rồi chính xác không đúng chủ đề của kênh chị ấy chuẩn rất chuẩn chị nhá và nó thu hút về cái tệp đối tượng tạp nham đó nó không phải là tệp đối tượng mà quan tâm đến chủ đề hài gia đình nếu như mọi người làm reaction thì phải reaction trong chủ đề của mình ví dụ làm về sức khỏe thì reaction trong sức khỏe mỹ phẩm reaction trong mỹ phẩm làm trong chủ đề gì thì reaction trong chủ đề đấy mọi người hiểu chưa hay ví dụ là thần số học thì mọi người sẽ reaction một cái video của một ai đó nói về thần, về thần số học sau đó chúng ta tìm ra một cái điểm gì đó sai một điểm gì đó chưa đúng hay là một cái điểm gì đó mà nó có nhiều góc nhìn để mình thay đổi góc nhìn đi mặc dù mình biết cái kiến thức đấy đúng nhưng mà nếu mà nhìn theo một cách khác nó vẫn đúng thì mình cố tình mình cố tình để tạo ra cái sự tranh cãi tạo ra cái sự tranh luận trong cái video đấy được chưa thì đó là một cái kỹ thuật gọi là tạo sự tranh cãi rồi mọi người xem này đây kênh này của chị ấy có một video là hai triệu hai lượt xem này đấy năm trăm ba mươi này đây mọi người xem thử một clip này nhé Bao là cái gì vậy? Chú bò m... rồi Mấy hôm trước đi hát với mấy thằng bạn Gọi mỗi thằng một em Chụp hình quay phim chưa kịp xóa Đọc pháp một cái là coi như xong con ong Phải nghĩ cách đã Bắt hút là Ngày tháng năm anh đưa em về thăm gia đình Em không nhớ chứ gì, gì. Không Yêu thương gì anh đâu không Quan tâm gì đến anh đâu đó. Ạ? mọi người thấy hay không ạ? Cái ý tưởng này chị cũng mô phỏng thôi, cũng mô phỏng thôi về diễn lại thôi, chứ không phải chị nghĩ ra đâu mọi người nhé Đấy, tức là bây giờ chị bảo là chị chả biết là cái ý tưởng nào nó hay cả, thôi bây giờ ngày chị cứ lên hai ba cái clip. Đây mọi người nhìn này. hai tiếng trước này, hai tiếng trước một cái này. 6 tiếng trước một cái này. 11 tiếng trước cái nữa này. Đấy, ngày làm ba cái một ngày đăng ba cái từ phải cái nào hay thì nó lên xu hướng luôn đây mọi người nhìn này 73.000 nghìn này mười ba nghìn và kênh chị lên rất là nhanh kênh này thực ra là làm cách đây có một tuần thôi mọi người ạ có một tuần thôi mà ngần này clip rồi thì mọi người thấy cái tốc độ ra clip của chị nó kinh khủng như nào nhưng mà chị trúc này có một cái vấn đề về uh, cái gì nhỉ ánh sáng ánh sáng ánh sáng mọi người hết sức cải thiện này mọi người nhìn này ánh sáng này rồi hai ba con mình chơi sau nó là tường trắng nên nó bị lóa sáng nó bị lóa sáng mọi người thấy không ạ cái vấn đề này quang đang nói với chị ấy nhưng mà vẫn chưa cải thiện được à nhá bắt à, đầu này Đấy. À, mọi người thấy không video đang bị lóa sáng thì từ đầu đến giờ quang thấy có đúng cái video này là ánh sáng tốt nhất thì chiều hôm đấy quang nhắn tin quang thấy cái clip này bắt đầu là nó có được 2.000 lượt xem và quang thấy rằng nó có khoảng 100 lượt thả tim thì quang chụp màn hình quang gửi chị ấy bảo chị chuẩn bị đi từ giờ đến tối là video này lên xu hướng thế là chị bảo thật không thầy và đúng rồi từ giờ đến tối là lên Thế là đến tối thì clip này lên qua 100.000 lượt xem và đến ngày hôm sau thì nó lên đến 500.000. Đấy, mọi người có thể xem. Hai clip này là 2, .2 triệu 2 này. Rất hy sinh luôn. Diễn rất hay. Cái gì đây? Đấy, clip này mà nếu không bị lóa sáng mọi người nhá thì Quang khẳng định clip này phải lên đến khoảng 5 triệu đến 10 triệu lượt xem. Sao chuối? Siêu thế đúng rồi. Gì đây? Cả báo. Đúng rồi. Quá siêu luôn. Thì ơi Cái quy rồi, cho lên thử Phủ ừ, khai tay Đúng rồi, wow. Đúng rồi. Wow. Quá, quá <laughs> siêu <cười> rồi Anh thấy em giỏi không? Rồi, quá siêu luôn Đấy, mọi người thấy không? Triệu view đấy mọi người, 2 triệu 2 lượt xem luôn Đúng không ạ? Đó Đấy, 4 000 follow rồi Rồi đấy, học viên K13 vừa rồi đấy các anh chị ạ Vừa học xong, đấy anh chúc à, anh quý có nhận ra chị chúc không ạ chị chúc mà học cùng <laughs> ngày mùng bảy mùng 8 đấy anh <laughs> cả một team chị đi học <laughs> nếu bây giờ mà chị hãy cải thiện được cái vấn đề về về media nữa thì đỉnh cao luôn đấy, kênh này sẽ lên cực kỳ mạnh rồi mọi người hiểu về cái reaction phản biện này chưa ạ tức là mình đưa một cái video của người khác vào đấy, sau đó là mình ngồi mình xem một lúc thôi. có thể mọi người chỉ xem khoảng 6 giây đầu tiên thôi để nó vượt qua được 6 giây rồi sau đó bắt đầu mình sẽ đưa ý kiến của mình mình đeo quan điểm của mình được chưa ạ mình đeo quan điểm của mình ok mọi người hiểu rồi comment cho qua số 1 và mọi người mọi người nhớ nhá là phải reaction đúng cái chủ đề của mình đúng trong cái chủ đề đấy của mình ví dụ như là à, chị huệ mà làm về giày dép chẳng hạn thì chị phải review cái gì mà à, những cái người mà bán giày dép ấy mà họ họ nói rằng là ô cái cái giày này sai nào đi cũng vừa chân nào đi cũng vừa thì chị lấy luôn cái clip đấy về chị phản biện mà không phải như thế các bạn nha mỗi loại chân à, mỗi chân là chúng ta lại phải có một cái size giày khác nhau chẳng hạn đó ví dụ thế để mình phản biện lại <laughs> chứ còn ví dụ như chị trúc này chị ngồi từ đầu đến cuối sau đó chị bảo là mình hoàn toàn đồng tình ấy thì tức là người ta xem cái clip đấy nhưng người ta không nhìn thấy chị ấy là một chuyên gia đúng không ạ thì mình cũng không đồng, đồng tình mình phải phản biện được mình phải đưa ra một yếu tố gì đó hoặc là mình bổ sung mình bổ sung thì cách một mẹo cho mọi người đấy ạ mẹo là reaction dùng video reaction để nó tạo ra sự tò mò thu hút số 2 này số 2 này đó là sitting comment đưa lên màn hình ok chị đó sitting comment đưa lên màn hình Thì xin mời các chị xem rồi nguyễn đình quan tiktok này mọi người xem này sitting comment đưa lên màn hình nhá ví dụ cái clip này anh ơi hiện tại tiktok có cho bật kiếm tiền không anh ok câu trả lời là có tuy nhiên là tính năng bật kiếm tiền này thì mới chỉ có ở một số nước ngoài như là mỹ đức hay là nhật còn ở việt nam thì tính năng này vẫn chưa được cho phép có rất là nhiều cách để giúp anh em có thể là kiếm tiền ở trên tiktok chứ không cần nhất thiết là cứ phải kiếm tiền trực tiếp anh em có thể là live stream sau đó có những người yêu quý họ sẽ tặng quà cho mình và những món quà đó sẽ có thể quy đổi thành tiền mặt Hoặc là sẽ có những nhãn hàng họ booking và sau đó chúng ta nhận PR cho họ và chúng ta sẽ có thể là tăng thêm được thu nhập Ok chưa ạ? Đó, thì đấy là theo dạng sitting cái comment lên Theo mọi người thì ai là người comment cái bình luận đấy ạ? À? Ai là người bình luận cái bình luận đấy ạ? À? Đây hay là ví dụ những clip này nữa đi Sau đó mọi người comment nha Đây anh ơi em vẫn chưa biết cách làm video sao cho hay anh hướng dẫn thêm cho em với được không ok em ơi được em nhá anh em làm theo các bước sau để vào được trong nhóm học đầu tiên thì anh em cần phải bấm vào kênh của tôi giống như thế này sau đó anh em bấm vào đường link ở phần bio ở đây nó sẽ hỏi anh em là muốn làm video để làm gì để bán hàng hay làm cho vui hãy chọn vào đúng mục mà anh em muốn và bấm tham gia chat là xong nguyễn đình quang người đồng hành cùng bạn rồi cái clip này nó mang về cho quang khoảng <laughs> 2 đến ba nghìn khách hàng tiềm năng gì đó vào cho nhóm zalo đấy, không mất một đồng nào các anh chị ạ <laughs> rồi theo mọi người thì ai là người bình luận ở những cái comment này ạ vâng chính xác là mình tự bình luận các anh chị mình tự comment chứ bây giờ mình chờ bao giờ cho đến có người comment cho mình nick phụ bình luận chính xác đấy. còn sau này khi mà khi mà mọi người đã có một cái lượng fan rồi thì lúc đấy mình có thể dùng chính những cái bình luận của khán giả mình đưa lên thì khi mà một cái khán giả mà họ thấy rằng là những cái người giống như mình ấy, được đưa lên được trả lời câu hỏi thì họ sẽ có cái hành vi tương tự là họ comment họ comment và họ sẽ ở lại xem cái clip đấy lâu hơn cái thời gian mình đọc cái bình luận đấy thôi là nó đã khoảng 5 đến 6 giây rồi có phải không mọi người mình đọc cái bình luận đấy thôi đã khoảng 5 đến 6 giây rồi Tuy nhiên mọi người hãy chọn những cái bình luận nó ngắn gọn thôi đừng chọn những cái bình luận nó dài quá là người ta sẽ bỏ đi mất đó chỉ chọn những cái bình luận nào nó rơi khoảng 10 chữ đổ lại thôi để mình đọc thôi được chưa 10 chữ đổ lại hoặc là mình comment vậy mình chỉ comment khoảng 10 chữ quay lại thôi Đó, hay là đây quang xin đinh một cái này video của em bị mờ quá có app nào làm nét không hả anh mình xin đinh ấy chứ làm gì có ai comment thế đúng không ạ hay là anh ơi em mới em mới chơi tiktok được 3 ngày gần như là không biết gì anh hướng dẫn em với được không anh làm gì có ai comment cụ thể thế đây, qua năng hướng tới cái tệp khán giả là mới chơi TikTok được 3 ngày Ý là cả cả mới chơi được 3 ngày vào đây tôi vẫn dạy được Đúng không ạ? Thì qua sitting mấy cái comment như vậy Thì nó đã nói lên cái tính năng, cái lợi ích khi mà tham gia vào cái buổi học đó rồi Mọi người hiểu không ạ? Đây, chúng ta xem này Mới xem Đây, 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 đây Anh ơi, em rất hay xem không, Đây, đây ạ anh ơi em mới chơi tiktok được 3 ngày gần như là không biết gì Anh hướng dẫn em mới được không anh? Ok em ơi em làm theo các bước sau để vào được nhóm bạn sẽ hướng dẫn nhá Đầu tiên thì anh em tập à, Mọi người thấy không ạ? Đó Anh ơi em mới chơi tiktok được 3 ngày Ý Quang muốn nói đây là kể cả những ai mà mới chơi tiktok không biết gì hết Vào đây vẫn có thể học được Đúng không ạ? Thì cái comment đấy là phải tự mình chứ Làm gì có ai mà comment cho mình nó đầy đủ như vậy Đúng không ạ? <laughs> đấy thì đó là một comment bán hàng mọi người nhá đấy là một cái sitting để bán hàng thì ở trong ngày số 5 con sẽ hướng dẫn mọi người làm những cái sitting bán hàng như vậy để mình comment sau đó mình bán hàng thì nó sẽ rất là tự nhiên cũng như là khi mọi người sitting comment đưa lên màn hình như vậy và mình uh, trả lời nó ấy, thì fan hâm mộ của mình sẽ tạo ra được cái sự thân thiết cái sự thân thiết cho người xem đó và họ ở lại video của mình lâu hơn ok mẹo số 2 mọi người nhá rồi mẹo số 3 này mẹ số 3 này đó là tiêu đề giật tít tiêu đề giật tít cái mà mọi người vừa nói là đánh vào nỗi đau ấy hay là đánh vào cái mong muốn ấy thì nó chính là tiêu đề giật tít. À, nhưng mọi người nhớ này, mặc dù vẫn là đánh vào nỗi đau nhưng có những cách để mình đánh cho cái nỗi đau đấy nó lớn lên hoặc là đánh vào cái sự sung mong muốn nhưng mà khiến cho người ta nghe cái ngôn từ của mình thôi là người ta muốn xem rồi. Được chưa ạ? Ví dụ này, tại sao là không phải là trang web chứa rất nhiều video mẫu mà lại phải là video trang web chứa hàng triệu video mẫu, các anh chị. Tại sao không phải là app làm ảnh rõ nét ở trên điện thoại mà lại phải là app làm ảnh nét căng ở trên điện thoại? cái từ nét căng với cái từ rõ nét theo các anh chị cái từ nào nó 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 hấp dẫn hơn ạ? À? mọi người comment ạ à? và từ nét căng nó nó hấp dẫn hơn hay là từ rõ nét nó hấp dẫn hơn ạ? À? rồi từ gì ạ? À? từ gì mọi người? chính xác từ nét căng đúng không ạ hay là trang web chứa rất nhiều video mẫu thì từ rất nhiều với từ hàng triệu thì từ nào nó hấp dẫn hơn ạ à? vâng từ nào nó hấp dẫn hơn ạ à? Vâng, chính xác đó là từ hàng triệu đúng không ạ đó rất chính xác đấy ạ mọi người cần phải nghĩ ra được cái 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 từ để mình giật tít nó lên nhé Đấy. và quang dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ cho cái tiêu đề của mình cái mở đầu video của mình quang dành nhiều thời gian lắm các anh chị ạ kịch bản có thể quang ngồi viết một lúc gọi là xong nhưng cái mở đầu quang luôn luôn ưu tiên đấy. kịch bản đúng không ạ mình đi tham khảo đối thủ nhưng mà cái tiêu đề mình phải nghĩ ra mình phải viết làm sao để còn hấp dẫn hơn họ ăn nhau ở cái tiêu đề đấy các anh chị ạ còn kịch bản phía sau kể cả giống nhau không vấn đề gì nhưng khác nhau ở cái tiêu đề là mình thắng rồi cái phần mở đầu ở đây nó không chỉ là cái chữ viết ở đây đâu mọi người nhá, mà là cái gì mình nói nữa, mà là cái mình nói nữa, là cái tình huống nó xảy ra nữa. Đó. Nó gọi là mở đầu, còn cái chữ này thì nó chỉ được gọi là tiêu đề thôi, được chưa ạ? Rồi, cái này được gọi là cái này là tiêu đề, còn cái mở đầu thì nó bao gồm cả những gì mình nói. Đấy. Thì Quang dành rất nhiều thời gian để nghĩ cái mở đầu. Quang dậy dành rất nhiều thời gian để nghĩ mở đầu các anh chị ạ. Đấy. Cái mở đầu nào Quang phải ngồi nghĩ khoảng 10 đến 15 phút để chọn ra cái mở đầu thu hút nhất. À, ví dụ như là cái mở đầu về về cái app làm nét ảnh trên điện thoại đi thì Quang nghĩ bắt đầu Quang ngồi Quang nghĩ này. Quang nghĩ cái tiêu đề thứ nhất này là bạn có đang gặp phải vấn đề ảnh bị vỡ ở trên điện thoại hay không? Nếu có thì hãy xem hết video này và làm theo hướng dẫn nhé. Thế nhưng mà sau đó Quang thấy cái tiêu đề như vậy nó hơi dài, nó hơi dài và nó chưa đi vào trọng tâm lắm. Quang nghĩ tiếp quang bảo rằng là, ồ bây giờ mình nghĩ ra một cái tiêu đề mới đi, tiêu đề là uh, một cái app mà nó giúp cho cái bức ảnh của bạn khi mà chụp để đăng lên facebook nét căng. Uh, mình thấy cái tiêu đề này nó cũng sai sai, nó cũng chưa đúng lắm, nó chưa giật tít lắm, đúng không? ạ? rồi, thế là quang bây giờ quang nghĩ là bây giờ mình phải nói câu nào mà nó ngắn gọn một chút thôi, nó ngắn gọn một chút nhưng nó đánh thẳng được vào lợi ích và người ta nghe cái người ta muốn ở lại xem luôn. quang bắt đầu nghĩ À, đánh thẳng vào lợi ích à một cái app làm ảnh nét căng ở trên điện thoại rồi thì quang nghĩ ra cái câu đấy quang nghĩ ra câu là một cái app giúp cho bức ảnh của bạn trở nên nét căng Đó, chỉ sau một thao tác hãy xem hết video này và làm theo hướng dẫn ok quang thấy cái tiêu đề này ổn rồi chốt tiêu đề thế là quang làm thôi đúng không ạ cái tiêu đề này hay là cái cái đoạn mở đầu ấy là quang dành rất nhiều thời gian để quang suy nghĩ mọi người nhé mọi người nhớ cái đấy là cái quan trọng cái mở đầu là cái quan trọng. Vậy nên là kể cả, cả mọi người làm theo dạng chuyên gia hay làm theo dạng diễn xuất hay bất kỳ một dạng video nào, hãy tập trung cho cái mở đầu của mình. Mở đầu quá là người ta phải muốn xem tiếp rồi. Đấy, chứ còn nếu mà mình dài dòng quá thì người ta không xem, đúng không ạ? Người ta không xem. Rồi, tiếp tục ạ. À. Âm nhạc nhanh và dồn dập. Sử dụng những bài nhạc nhanh thì cái tỷ lệ người ta xem tiếp sẽ cao hơn so với những cái bài nhạc trầm lắng lưu ý cho mọi người đấy mẹ cho mọi người đấy dùng những bài nhạc nhanh và dồn dập thì cái tỷ lệ người ta xem tiếp sẽ cao hơn rồi tỷ lệ xem tiếp sẽ cao hơn dùng những bài nhạc nhanh rồi đây mọi người nghe cái bài nhạc này nhé bài nhạc này xem có nhanh không nhá Đây. Rồi. Âm nhạc nhanh này. Mọi người nghe này. Có nên lăn kim khi trị mụn với những trường hợp mụn không viêm, không tạo vết thương hở như mụn cá, mụn đầu đen hay sợi bã nhờn thì các bạn hoàn toàn có thể lăn kim khi điều trị mụn đối với những cái mụn viêm các bạn tuyệt đối không được nan kim mụn viêm sẽ gây ra những vết thương hở ở trên bề mặt khi nan kim sẽ kích thích những phản ứng viêm có nên sử dụng kem chống nắng khi đang bị mụn kem chống nắng giúp chúng ta ngăn chặn các cấp... ạ cái giai điệu của cái bài nhạc này nó gây ra cái sự hồi hộp cái sự tò mò đó cái sự gây cấn cho người xem và cái giai điệu của nó rất là nhanh chứ cái giai điệu của nó không du dương du dương và mọi người nhớ này tuyệt đối không dùng những bài nhạc trữ tình và nhạc những cái bài nhạc mà ngân nga bolero thì những cái bài nhạc đấy nó sẽ khiến cho người xem bỏ qua rất là nhanh được chưa? <laughs> cái đó thì quang biết rằng sẽ có như anh chị chúng ta mắc phải bởi vì các khóa trước thì mọi người đã mắc phải lỗi đấy rồi ưu tiên những cái bài nhạc không lời ưu tiên nhạc không lời nhá trừ trường hợp là mình phải dùng nhạc để mình đẩy cảm xúc ở những cái video drama thì ở đoạn cuối cùng ấy, mình muốn nói lên tình anh em mình muốn nói lên là À, tình yêu gia đình, tình yêu cha mẹ, tình yêu đất nước Thì mình sẽ dùng những cái bài nhạc có lời để nó đẩy được cái cảm xúc lên Đấy Còn trong trường hợp mà mọi người chúng ta sử dụng nhạc để mình làm theo dạng chuyên gia ấy Thì cách tốt nhất là nhạc không lời Và nhạc nhanh nha mọi người Cái tiếp theo đó là thay đổi góc máy mỗi 3 giây Thay đổi góc máy mỗi 3 giây Thì ở trong quay phim ấy Nó có một cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc 3 giây Đấy thì mọi người cứ thử xem những cái bộ phim của Hollywood, những cái bộ phim mà họ quay chuyên nghiệp của Marvel ấy, thì không bao giờ có một góc máy nào quá 3 giây hết. Đấy, mọi người cứ thử mở những bộ phim như người nhẹ như siêu anh hùng lên mà xem. kể cả khi mà người ta đang đang nói chuyện, ví dụ đang quay anh người nhẹ anh nói chuyện, thì cái góc máy nó vẫn sẽ đổi sang cái mặt của những người xung quanh đó nó vẫn sẽ đổi góc máy trong khi là anh đấy vẫn đang nói nhá thì nó sẽ quay sang mặt của những người xung quanh chứ không quay cứ chỉ quay vào mỗi mặt của anh người nhẹ thôi được chưa ạ? đó là lý do tại sao mà cái dạng content về chuyên gia này này nếu như mà cái cách thể hiện không tốt thì nó sẽ gây ra cái sự nhàm chán bởi vì từ đầu đến cuối đặt đúng một cái góc máy thôi thì mọi người thấy rằng là có chán không ạ nhìn cứ nhìn mãi xem mãi cũng chán thì chúng ta lý do tại sao mà người ta phải dùng những cái hiệu ứng như là zoom to thu nhỏ phải thêm những cái hình minh họa vào phải thêm những cái phụ đề vào thì đều là có lý do hết đó là để cho cái góc máy nó được thay đổi cái hình ảnh nó có sự chuyển động mọi người nhớ này hình ảnh phải có sự chuyển động nếu hình ảnh không có sự chuyển động người ta sẽ rất dễ nhàm chán đây mọi người có thể xem một cái video ở đây là hình ảnh có sự chuyển động này có nên sử dụng kem chống nắng khi đang bị mụn kem chống không nắng giúp đoạn đầu tiên là bắt đầu có hiệu ứng rồi zoom lên rồi đó để cho cái hình ảnh nó nó động rồi còn nếu không ấy mọi người cứ ngồi nói từ đầu đến cuối như này không có thêm hình minh họa không có chuyển động gì hết thì nó sẽ rất là chán người ta sẽ không xem chúng ta ngăn chặn các tiêu UVA UVB à, okay, thậm chí là chữ bay xuống cũng phải có hiệu ứng một chút thi thoảng phải có hiệu ứng giúp bảo vệ da đồng thời đối với làn da mụn làn là da bị tổn thương dễ gây tình trạng thâm sau mụn và tăng sắc tố sau viêm vậy kem chống nắng tốt như thế mà tại sao các bạn lại không dùng nhưng có một số lưu ý khi mà cả những cái âm thanh như là tiếng tinh tiếng vụt một cái như vậy nó gọi là sound effect thì quan sẽ nói với mọi người trong ngày thứ tư đó thì những cái tiếng này nó sẽ giúp cho cái video của mọi người trở nên sinh động hơn được chưa sinh động hơn Sử dụng kem chống nắng với da mụn, kem chống nắng nên dùng là các dạng thể sữa và dạng trong Như thế thì sẽ không gây tình trạng bí bách nỗi chân lông và bí da của mình Đồng thời các bạn phải tẩy trang thật kỹ vào buổi tối Sau khi mà sử dụng kem chống nắng sẽ không gây tình trạng bí tăng nỗi chân lông và tái mụn quay trở lại Có nên sử dụng kem oh. chống nắng Đúng ạ, mọi người thấy không ạ? cái góc máy của mình phải thay đổi trong trường hợp mình không thay đổi được thì mình phải có thêm một số cái hiệu ứng nhưng mọi người cũng nhớ là đừng lạm dụng đừng lạm dụng đừng thêm quá nhiều thi thoảng mình cho một cái thôi thi thoảng cho một cái cũng như là mình phải cho thêm cái hình minh họa vào thì minh họa vào nhé còn trong trường hợp mà chúng ta quay theo dạng à, kịch bản gia đình chẳng hạn diễn à, diễn xuất chẳng hạn thì mọi người chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi góc máy rất là dễ đó. thay đổi góc máy rất dễ luôn ví dụ như vẫn là người đó đang nói đúng không nhưng mà mình quay sang mặt của người khác nói mình chuyển 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 như vậy thì nó sẽ không gây cái sự nhàm chán cho người xem có bây giờ một cái câu thoại nó rơi vào khoảng 15 20 giây mà cứ chỉ dí ca vào mặt người đấy thôi không đổi góc máy gì hết thì rất là chán đúng không ạ rất chán Ok mọi người rồi như vậy là chúng ta đã có được 6 cái mẹo để mọi người tạo ra được những cái tiêu đề cái mở đầu giật tít và bao nhiêu số anh chị đã hiểu rồi ạ comment qua số 9 nào ai đã hiểu comment số 9 nào À, ai đã hiểu comment số 9 nào? Và rất tuyệt vời, cảm ơn các anh chị. Được chưa ạ? Mọi người cứ áp dụng 6 cái mẹo này nhá. Áp dụng 6 cái mẹo này là sẽ tạo ra được tiêu đề thu hút và thôi miên cho mình. Ok chưa ạ? Còn ví dụ trong drama ấy thì mọi người có thể thêm những cái cảnh ví dụ như là uh, đang xô xát, đang đánh nhau hay là đòi hoàn trả hàng hay là tạo ra một cái xích mích gì đó một cái vấn đề một cái mâu thuẫn gì đó Đấy, hay là vào một cái là nó phải có một cái gì để nó thu hút người ta luôn 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 mình phải đặt câu hỏi là liệu cái mở đầu này mình nhìn thấy thì mình có ở lại hay không Đấy, nếu mình bảo có thì ok tuyệt vời cũng như là mọi người ghi lại mình tham khảo lại những cái tiêu đề của của đối thủ nhé cái tiêu đề cũng như là cách mở đầu của đối thủ Đấy, thi thoảng mình xem những kênh tương tự của mình ấy mình xem cách họ mở đầu như nào kể cả video drama thì quá tốt luôn thì mình xem à họ lại mở đầu theo dạng là xô ngã một cái này đứng vào cái chưa gì là một ông xô một ông ngã sau đó là kêu lên vắng lặng nước đúng không ạ thì mình ghi lại như vậy là à mở đầu một là xô ngã này đúng không ạ sau đó thì mình lại thấy rằng là có một kịch bản nó đang đi trong va vào nhau xong ngã rồi mình ghi lại là à mở đầu hai là va vào nhau xong ngã đó thì như vậy mọi người dần dần mọi người sẽ có rất nhiều những cái tiêu đề hay những cái mẹo để mọi người giật tít nó lên được chưa chúng ta sang tiếp phần tiếp theo ô bài hôm nay khá là dài mọi người nhé bài hôm nay khá là dài bây giờ là 10 giờ 55 rồi đó <laughs> rồi bao nhiêu số anh chị chúng ta đủ năng lượng là chúng ta học tiếp nào có thể đến 11 rưỡi nào phòng 12 giờ nào comment qua uh, số 1 comment qua số 1 <laughs> comment qua số 1 đúng không ạ đấy <laughs> Và ai đủ năng lượng ạ à? rồi rất tuyệt vời cảm ơn các anh chị mọi người cố gắng nhá à, hôm nay thì chúng ta sẽ sẽ hơi dài một chút rồi vẫn còn mấy slide đằng sau nữa <laughs> hơi dài mọi người ạ à. bởi vì hôm nay là quang nói với mọi người về cái phần ý tưởng nó rất là kỹ nếu mọi người đã xem video khóa trước rồi thì mọi người sẽ thấy rằng là phần ý tưởng của khóa này nó kỹ hơn rất là nhiều Đúng không ạ rồi tiếp theo Chúng ta sẽ đến với những cái phần chúng ta cần phải lưu ý, những điều cần phải lưu ý khi mà quay video TikTok này. Bởi vì TikTok nó là một cái định dạng video mà nó không giống với YouTube. À, YouTube trước đây thì không ai người ta quay dọc hết, nhưng bây giờ TikTok người ta quay dọc đúng không ạ? Facebook cũng vậy. Thì chúng ta sẽ có những cái điều lưu ý riêng dành cho TikTok, mọi người ghi xuống. Thứ nhất là video của mình phải là định dạng 9:16, tức là chúng ta phải quay dọc. Video của mình phải quay theo chiều dọc. như này được chưa chứ mình không quay ngang nếu mà quay ngang như này là sẽ fail luôn này. là tích tao họ không thích quay ngang là fail luôn nhé phải quay dọc được chưa rồi cái thứ hai đó là chất lượng hình ảnh phải full HD 1080 full HD 1080 đối với những cái máy nào mà mọi người có thể quay được với chế độ 4K thì hãy bật cho quang chế độ 4K lên để quay quay ở chế độ 4K Đấy, nếu mọi người mà quay được 4K thì quá tuyệt vời luôn. Bây giờ không phải là thời mà người ta sẽ xem video đen trắng nữa rồi các anh chị ạ. Người ta không xem video mà hơi nhiễu nhiễu mờ mờ nữa rồi. Người ta đòi hỏi là video của mình phải nét căng, phải cực kỳ rõ nét. Đấy. Và các dòng điện thoại smartphone bây giờ thì cũng có thể giúp mọi người làm một điều đó. Thì có một lưu ý cho mọi người, mọi người mở ngoài cho qua. Đó là mình phải quay bằng cam sau. Quay cam sau và quay bằng cam thường dùng cam sau và cam thường giảng <laughs> này dài quá trên thành sáu bảy buổi học để học chứ khuya quá mất ngủ không vào được ok chị rồi chị hằng thông cảm nhá chúng ta sẽ chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi quang nói là một tiếng nữa nhưng không phải đâu chị ạ ba <laughs> phút nữa thôi là chúng ta xong rồi đấy <laughs> chị cố gắng thêm một chút được không ạ cố gắng thêm một chút chị nhá rồi bởi vì là cái bài ngày hôm nay chúng ta hơi dài một chút bài ngày hôm nay hơi dài ngày mai sẽ ngắn hơn ngày mai bài ngày mai sẽ ngắn hơn chị ạ sẽ có bài có sẽ có hôm dài hôm ngắn nhá đấy mọi người cố gắng hoặc là ví dụ như mọi người nếu như mà có việc bận quá đúng không ạ hoặc chúng ta không thể tham gia được phần sau thì mọi người có thể là học trước đấy nhưng mà mọi người cố gắng học được trực tiếp thì tốt hơn còn nếu không thì ngày mai mọi người sẽ có video để xem lại chúng ta sẽ xem lại được phần sau sẽ xem lại được phần sau nhé nhưng mà nếu mọi người học được trực tiếp là tốt nhất rồi. À, chúng ta sẽ dùng cam sau và cam thường. Mọi người đánh dấu cho qua một cái này, một cái này nó cực kỳ quan trọng nhưng mọi người phần lớn là chúng ta không nhớ đâu. Đó là gì ạ? Đó là phải lau camera trước khi quay. Lau camera trước khi quay. Chính bản thân Quang nhiều khi cũng quên các anh chị ạ và sau đó quay cứ thấy là không hiểu sao video của mình nó cứ mờ mờ. <laughs> nó cứ mờ mờ nó cứ nhờ nhờ. Hóa ra là mình không lau cam dẫn đến những cái sợi bông nhỏ nhỏ nó bám vào cái mắt camera của mình. Dẫn đến việc là mình quay rõ ràng là mọi hôm camera của mình rất nét. Bỗng nhiêu hôm nay không hiểu sao nó mờ. Nó mờ là bởi vì mọi người đúc vào túi quần nó bị hấp hơi hoặc chúng ta ở trong phòng kín ấy, thì nó cũng bị hấp những cái hơi xương vào trong cái camera của mình thì mình phải lau bỏ đi, phải lau đi nhá. Chi tiết rất nhỏ nhưng ít rất ít anh chị để ý và chính bạn thân quang đến thời điểm hiện tại nhiều khi vẫn quên. Cái số 3 là phải cắt bỏ các phần bấm máy hoặc là tắt máy phần bấm máy đầu tiên là phải tắt bỏ rồi đúng không ạ bấm máy đầu tiên là phải cắt bỏ đấy. thì có một cái mẹo cho mọi người này đấy là sau khi bấm máy xong bấm máy xong thì mọi người cứ ngồi xuống ghế cứ ngồi vào vị trí đó cứ ngồi chỉnh quần áo hết đi rồi sau đó bắt đầu mình mới quay thì lúc này lát nữa mình đưa vào trong cái ứng dụng cắt cắt để mình cắt nó ra ấy. thì mình sẽ có một cái khoảng trống phía trước để mình sẽ sẽ cắt được còn nếu mọi người vừa mới đây ví dụ đây là cái camera của mọi người mọi người bấm nó lên một cái này và mọi người đưa tay vào cái nói luôn đó tắt này nói luôn này xin chào tất cả các bạn thì lát nữa khi mà mọi người cắt ấy, thì chỉ cắt được đến cái đoạn Mà mình đưa tay về đây thì người ta vẫn nhìn thấy là mình mình vừa bật cam đúng không ạ thì mình cứ ngồi đó sau khi bật cam xong ngồi đây chỉ quần áo cười một chút rồi ngồi yên Và vị trí sau bắt đầu nói ba cách để giúp cho bạn có làn da khỏe mạnh thì lát nữa cái phần mà mình ngồi cười ấy, chính là cái phần để mình cắt ở cái phần đấy vừa lấy được khẩu hình đẹp là một cái thứ hai là mình sẽ sẽ có khoảng trống rồi cái thứ tư là mình cắt bỏ các phần ê e, à cắt bỏ các phần ê e, à đi ê e, à thì là mà phần nào nói thì là mà nhiều quá nó lặp lại từ thì mình sẽ bỏ nó đi cắt bỏ nó đi được chưa mình nên chia nhỏ video thành nhiều shot quay có thể một cái video của mình dài khoảng 60 giây thì mình chia nó thành ba lần quay chẳng hạn chia thành ba lần quay mình không cần phải phải liền mạch một lần đâu mọi người nhé ngồi nói cũng dùng cam sau nếu như có người quay cho chị là dùng cam sau tốt nhất chị nhá dùng cam sau là tốt nhất nếu có người chỉnh cho mình còn nếu trong trường hợp bất khả kháng là không có ai quay cho mình hết không ai chỉnh cho mình hết thì mình dùng cam trước đây là bất khả kháng không khuyến khích cam trước thì nó không thể lên 4k được cam trước chỉ full hd thôi còn cam sau sẽ lên 4k được nhé chia nhỏ nhưng mọi người cũng đừng chia nhỏ quá nhé mọi người mà chia nhỏ quá thì nó cũng sẽ khiến cho video của mình nó bị giật 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 mình chỉ chia nhỏ vừa thôi chia nhỏ khoảng ví dụ video của mình nó dài khoảng 45 giây 30 giây 30 giây thì mình chia làm hai lần quay 45 giây mình chia làm ba lần đấy mình chia nhỏ nó ra không cần thiết là phải nói từ đầu đến cuối thời lượng video nên ngắn dưới một phút để tránh cái trường hợp là bị bản quyền âm nhạc ở trên tiktok đấy, tránh trường hợp bị bản quyền âm nhạc mình nên dưới một phút được chưa nên ngắn dưới một phút và tốt nhất là ở khoảng 30 giây đến 40 giây là khoảng thời gian tốt nhất ngày mai qua sẽ nói cho mọi người biết tại sao lại như vậy khi mà chúng ta được học về thuật toán của tiktok mọi người hiểu cái cái cơ chế mà tiktok nó đẩy video của mình lên xu hướng nó như thế nào thì mọi người sẽ hiểu tại sao mình nên làm ngắn thôi dưới 40 giây là tốt nhất tiếp theo là cần phải có tách tiêu đề thu hút cái tách chính là cái cái phần mà mà tiêu đề đấy mọi người và cái này mọi người nhớ là phải ghi in hoa lên cho quang ghi in hoa lên in hoa mở ngoặc là phải phong chữ đẹp phong chữ đẹp và phong chữ mà quang gợi ý cho mọi người là phong chữ ba lâu ba lâu ở trong cao cắt phong chữ ba lâu được chưa rồi chúng ta cần phải có nhạc phù hợp với video âm nhạc phải phù hợp với video đấy, âm nhạc phù hợp với video thì mình có thể tham khảo kênh đối thủ nhé mình tham khảo kênh của đối thủ của mình để mình tìm nhạc của họ. Chứ bây giờ mình ngồi để mình mình tìm mình tìm nhạc ấy, mọi người sẽ chưa thể cảm nhạc được đâu. Mọi người sẽ chưa thể cảm nhạc được đâu, được chưa? Chưa cảm được nhạc. Thì các chị chúng ta có thể tham khảo kênh đối thủ. Ok các chị. Và có một cái từ khóa rất quan trọng này, một từ khóa rất quan trọng, đó là mọi người phải tạo ra được sự khác biệt. Mọi người phải có được sự khác biệt cho kênh của mình, đừng đồng nhất với các kênh khác đừng đồng nhất một màu với các kênh khác mình phải có sự khác biệt ít nhất là khác biệt về một điều gì đó có thể khác biệt về tính cách của kênh khác biệt về phong cách của bản thân khác biệt về trang phục khác biệt về nội dung khác biệt về cách thể hiện hay khác biệt một chút gì đó thôi cũng được chứ đừng là bản sao của người khác à đừng bê y nguyên 100 phần trăm của người ta về chúng ta có thể đi tham khảo chúng ta có thể đi mô phỏng nhưng đừng copy được chưa? lấy những cái hay của họ mang về thêm những cái hay của mình vào Đấy. lấy những cái hay của họ mang về học hỏi thêm những cái hay của mình vào thay đổi một chút thì nó sẽ thành một video rất là hay và nó tạo ra màu sắc riêng của kênh mình chứ mình không bê y nguyên của họ về nhé mọi người nhé mình mà bê ý nguyên về là thành thành copy luôn thành copy như vậy thì nó không có sự khác biệt đúng không ạ nó không có sự khác biệt rồi không có sự khác biệt à thì quang bật mí cho mọi người một chút này cái thời gian đầu ấy mặc dù là quang lấy ý tưởng quang lấy nội dung của những kênh khác về nhưng quang bắt đầu thay đổi khác ở chỗ nào thứ nhất là quang khác ở cái background phía sau background của những kênh kia thường là à, hiện tủ sách có một số kênh làm tủ sách thế kênh mà quang mua phỏng ấy, anh ấy làm tủ sách thì quang lấy cái tường trắng quang không dùng tủ sách quang lấy tường trắng khác biệt chưa cái thứ hai này anh ấy mặc áo màu màu đỏ quang mặc áo màu đen khác biệt chưa ạ, rồi cái thứ ba này đó là có một cái phần anh bảo là mọi người xem xong video này thả tim và để lại một chấm, thì quang mô phỏng cái đấy, thế nhưng mà quang nói rằng là các bạn thả tim và để lại một comment, <laughs> nó chỉ khác nhau ở như vậy thôi nhưng cơ bản nó giống, thì khác biệt thứ ba chưa ạ, thứ tư này đó là ví dụ anh ấy hướng giới thiệu cái ý tưởng đó là có một cái app sẽ giúp cho bạn quay video đơn giản trong vòng một phút, thì Quang lấy cái ý tưởng là cái app quay video trong vòng một phút đó Quang search lên Google thì nó ra hàng chục cái app tương tự Quang lấy luôn cái app kia khác biệt chưa ạ 5 điểm khác biệt Ok mọi người đó chứ Quang không bê nguyên 100 phần nhá mình dựa trên cái sườn của họ thôi mình dựa trên cái sườn của, của họ để mình làm nhưng bật mí với mọi người có những video lấy 100 trăm vẫn lên <laughs> Đấy nhá. bản vì mọi người như vậy nhưng mà vẫn ưu tiên là khác biệt sau này là mình vẫn phải hướng đến cái sự khác biệt của mình Đấy, nhưng mà kể cả, cả mọi người có mô phỏng giống y hệt một trăm vẫn lên thậm chí là còn vượt qua cả cái kênh gốc luôn Đó. Chưa? có những học viên ở quang đã vượt qua cái lượt xem còn vượt cả kênh gốc luôn mặc dù là y giống y hệt rồi và cái lộ trình lộ trình rèn luyện lộ trình làm tiktok của chúng ta thì sẽ có những level sau đây chúng ta sẽ có ba level ở level 1 này. Đây là level mà mọi người cần phải học hỏi, mọi người cần phải trau dồi kinh nghiệm, mọi người cần phải quen tay với việc quay video ở trên TikTok. Đó, đây là cái giai đoạn mọi người học hỏi thôi, chúng ta chưa nhất thiết là phải đòi hỏi thành quả lớn ở cái giai đoạn này. Nhưng Quang bật mí với mọi người, có rất nhiều học viên của Quang chỉ cần ở level 1 này họ đã có những kết quả đột phá rồi. Ví dụ kênh của chị nhà đất Hoàng Khải, hiện tại có 80.000 follow thì chị ấy áp dụng cái chiến lược của level 1 này kênh lên luôn ngay lập tức được chưa? có chị à, Thủy Nguyễn Thảo Dược chị áp dụng chiến lược của level 1 này kênh vừa mới lập đến video thứ sáu có video 2 triệu view luôn đó tức là bây giờ mọi người để mà chúng ta sẽ học ấy, thì mọi người sẽ mất rất là lâu nhưng sau đây qua sẽ nói với mọi người một cái chiến lược mà nó giúp cho mọi người rút ngắn ít nhất 6 tháng để mọi người kể cả mọi người học mọi người mày mò mọi người được chữa bài thì cái chiến lược này vẫn giúp mọi người rút ngắn 6 tháng ok chưa rồi và cái chiến lược của level 1 này đó chính là học như một đứa trẻ thì cái đứa trẻ nó học như nào hả các anh chị à lúc mà mới sinh ra ấy, lúc đứa trẻ mới sinh ra nó học như nào ạ nó đã có thầy cô chưa đã có ai dạy bài bản trường lớp chưa à, chưa đúng ạ sẽ chưa có ai dạy bài bản trường lớp hết bé quá làm sao đi học được thì cách mà nó học là gì nó sẽ nhìn người lớn và nó làm theo à thì người lớn là những người mà đã nó giống như là những người thành công ấy giống như những người thành công ấy, anh chị đó thì trẻ con nó thấy mình làm cái gì nó sẽ bắt trước cái đấy đúng không ạ nó thấy mình đọc sách nó cũng đọc sách nó thấy mình hát nó cũng hát đấy, và kết quả là nó tiến bộ rất là nhanh nó tiến bộ rất là nhanh nó sao chép y hệt những cái hành động của người lớn luôn và nó học cực kỳ nhanh chứ bây giờ mình không không dạy nó là phải ngồi đọc sách như thế này ngồi để dở trang sách như thế này nó thấy mình đọc nó làm theo luôn thế là mình chẳng cần dạy nó cũng tự biết luôn đấy <laughs> em bé nhà quang là thấy quang ngồi đọc sách nhiều là bây giờ cứ thấy sách là bắt đầu ngồi để dở dở ra đó nó cũng lần lật, lật giống như mình <laughs> đấy thì nó học như vậy nó học theo cách như vậy thì chúng ta cũng vậy mọi người bước chân vào tiktok là một gọi là tờ giấy trắng luôn đúng không ạ coi như là một tờ giấy trắng thì mọi người sẽ nhìn những cái người mà họ làm thành công rồi ở trên tiktok họ làm họ đang làm cái gì để mình sẽ bắt trước mình mô phỏng theo họ Mọi người nhớ từ khóa này là mô phỏng được chưa? Chiến lược 1 đó là bắt trước làm theo các video triệu view tại Việt Nam. Mọi người hãy tìm ra cho Quang một kênh hình mẫu của mình. Hãy chọn ra trong 20 cái kênh mà hôm qua Quang bảo mọi người follow ấy. Chọn ra cho Quang một kênh hình mẫu. Mô phỏng theo các clip của kênh đó. Xem họ làm như thế nào. Mình làm theo. Họ làm video có độ dài là 30 giây. Ok, mình cũng làm độ dài 30 giây. Họ nói và họ có giải thích ok mình cũng giải thích mình thấy rằng là họ mỗi cái lần giải thích ấy, họ chỉ giải thích có một đến hai câu thôi chứ họ không giải thích dài dòng thì mình cũng chỉ giải thích một đến hai câu thôi đó và sau 20 cái video này tự nhiên cái khả năng làm tiktok cái khả năng lên kịch bản cái tức là cái concept của tiktok nó sẽ tự động ghi vào trong não của mọi người và lúc đó nó sẽ auto nó giống như việc mọi người biết đi xe đạp ấy biết đi xe máy ấy nó sẽ auto mọi người lúc đấy là mọi người Cô chỉ cần bảo là lên kịch bản TikTok. Ok, hiểu luôn. Lên kịch bản TikTok là thời lượng khoảng 30 giây là tốt này. À, viết cái câu tiêu đề là phải giật tít một tí này. Sau đó là phần kịch bản này thì mình sẽ phải phải có giải thích. Và giải thích thì mình chỉ giải thích một đến 2 câu ngắn gọn thôi, chứ mình không giải thích khoảng 5 đến 10 câu thì nó mất quá nhiều thời gian. Thì sau 20 cái video mọi người học theo người thành công. Lúc này cái tư duy đấy nó sẽ tự động hình thành bên trong của, của các anh chị được chưa? Bao nhiêu số anh chị thấy rằng cái chiến lược này tuyệt vời? Comment Quang số 5. Và đây là cái chiến lược mà Quang áp dụng mọi người nhá. Và tất cả những học viên thành công nhất là những học viên tin tưởng và áp dụng theo chiến lược này. Chỉ đơn giản vậy thôi. Sau đó mọi người bắt đầu sáng tạo. Sau đó mọi người bắt đầu sáng tạo hơn và chúng ta chuyển lên level 2. Hiện tại thì Quang đang ở level 3 rồi. tuy nhiên là Quang sẽ chia sẻ tiếp với mọi người. Level 2 này. Và có một lưu ý đấy là 20 cái video đầu tiên này được chưa ạ Nếu trong trường hợp mọi người không thể khác biệt được một tí 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 nào thì mọi người cứ nói y hệt 100 phần trăm lại cho qua đó trong trường hợp đấy thì chúng ta sẽ mang cái tâm thế là mình học hỏi thôi mình học hỏi chứ mình sẽ chưa yêu cầu có thành quả ngay trong thời điểm này và thậm chí là mọi người có thể không cần đăng lên tiktok 20 video này coi như là ở giai đoạn mình tập sự được chưa ạ? 20 video ở giai đoạn tập sự đó. 20 video đầu này ở giai đoạn tập sự. Rồi, sau khi mà chúng ta có được cái kỹ năng ở level 1 rồi, bây giờ bắt đầu này, bắt đầu chúng ta tìm đến sự khác biệt này. Bắt đầu tìm đến sự khác biệt này. Nhưng ở giai đoạn khác biệt này các anh chị cũng sẽ chưa thể nghĩ được đâu. Giai đoạn level 2 này mọi người cũng sẽ chưa nghĩ được sự khác biệt đâu. Thì cái cách mà chúng ta tìm sự khác biệt là như thế nào? Chúng ta sử dụng chiến lược z lắc z lắc chính là cái chiến lược mà dịch chuyển đấy các anh chị chính là cái chiến lược dịch chuyển đấy ạ dịch chuyển thì mình không lấy video ý tưởng kịch bản tại việt nam cách thể hiện tại việt nam mà mình đi sang nước ngoài mình đi sang trung quốc mình đi sang mỹ mình đi sang nhật mình xem họ sáng tạo như thế nào và mình bê cái đấy về việt nam thì có phải là ở việt nam chưa ai có cái đấy không ạ có phải không mọi người chứ khi mà ở việt nam chưa ai làm cái kịch bản đấy mà mình bê về thì có phải là mình là người khác biệt không? mình là người dẫn đầu không? đúng không mọi người? đúng mọi người gật gật nhá, đúng mọi người gật gật đó. thì đó là chiến lược rét lắc, và đó là chiến lược rét lắc bắt trước làm theo những video triệu view tại nước ngoài. thì những người nước ngoài đâu có biết ở Việt Nam mình biết tiếng Việt đâu mà những cái ông đấy cũng đâu có sang có sang TikTok Việt Nam để xem đâu đúng không ạ? <laughs> Và những cái người nước ngoài họ cũng đâu có xem tiktok của Việt Nam đâu Mà họ bảo rằng mình là làm giống người này, làm giống người kia Chẳng vấn đề gì hết Thậm chí là kể cả ở level 1 này mọi người đăng lên nhé Cũng sẽ có những người bảo rằng là Ồ, vừa thấy cái video này ở kênh kia xong sao? sao ông làm giống thế? Chẳng sao hết Những cái comment đấy nó không đáng kể các anh chị ạ Không đáng kể gì hết Nó sẽ trôi hết xuống bên dưới thôi Và những cái người là fan hâm mộ của mình Họ sẽ comment ở bên trên Họ sẽ cảm ơn mình họ sẽ cảm ơn mình. Bởi vì thị trường TikTok hiện tại ở Việt Nam đang có 50 triệu người mà giỏi lắm cái kênh kia, Quang cho là khoảng 1 triệu follow, 2 triệu follow. Cái video đó được 5 triệu lượt xem, 10 triệu lượt xem thì vẫn còn 40 triệu người nữa chưa xem cái kịch bản đấy. Mọi người có đồng ý với Quang rằng là khi mọi người lướt TikTok ấy thì có rất nhiều video là cùng một kịch bản đấy nhưng mà nhiều đội khác nhau diễn không? Ai đã từng gặp comment cho qua số số 6? cái kịch bản mà cái cô gái mù bán hoa ấy cái đợt vừa rồi trên tiktok có ai xem cái kịch bản cô gái mù ngồi bán hoa không ạ? ra giơ tay nào? ai xem giơ tay? Rồi, rất tuyệt vời đó có một cái kịch bản đấy thôi hàng chục kênh làm ở bên trung quốc làm xong một kênh lấy về xong chín kênh còn lại làm theo thế nhưng mà tất cả vẫn đều lên triệu view anh chị là bởi vì một cái video không thể phủ sóng hết được tiktok và thậm chí có những cái mà quang xem rồi quang biết thừa kịch bản đấy rồi nhưng quang vẫn xem bởi vì là, rõ ràng là hai người khác nhau diễn mà hai đội khác nhau diễn thì có đội diễn được tốt hơn có đội diễn dở hơn chứ đó và nhưng mà có một đội họ làm rất là khéo như này cái kịch bản gốc của bên trung quốc ấy là cái kết là gì ạ à? là hai người đó không đến được với nhau đấy là khi mà cái chàng trai này dành dụm tiền của mình vất vả để giúp cho cô gái chữa mắt thì khi mà cô gái chữa mắt xong thì không đi tìm chàng trai đó mà lại yêu một người khác thì khi mà chàng trai này bước vào cái cửa hàng nhìn thấy cái người mà mình yêu với một chàng trai khác đang đứng cùng với nhau thì anh ta bỏ đi và cô gái kia không biết là đó mới là chàng trai đã giúp đỡ mình khi mình bị mù. Nhưng ở một cái kịch bản khác mà người ta sáng tạo hơn thì cái kết nó lại là một cái kết viên mãn thì khi mà chàng trai bước vào cửa hàng vẫn nhìn thấy hai người một nam một nữ đứng ở trong cửa hàng hoa. Nhưng lúc này thì cái cô gái của kịch bản mới này lại cảm thấy một cái điều gì đó quen thuộc và chạy theo à chạy theo thì ôm với chàng trai kia tức là cái chàng trai mà làm lụng vất vả để cho mình chữa mắt ấy. đó và sau đó cô gái ấy nói rằng là có phải anh chính là người mà trước đây khi mà em bị mù anh hay đến mua hoa và anh chính là người mà để lại số tiền để cho em chữa mắt không thì chàng trai đó quay lại và nói đúng rồi nhưng bây giờ em đã có người yêu rồi thế lúc này cô gái bật cười đó là anh trai của em thế là hai người đến với nhau mọi người thấy không ạ cái kịch bản từ đầu đến cuối thì nó giống giống như vậy đến cái kết nó khác <laughs> Thân người người xem vỗ tay luôn vỗ tay và đấy kịch bản cái kết nó phải như này chứ xem mấy kênh kia buồn ơi là buồn đúng không ạ rồi ok mọi người thì đó là level 2 và cuối cùng là level 3 đây mới là lúc mọi người tự sáng tạo này đây mới là lúc mọi người tự sáng tạo là chưa nó được gọi là nghệ thuật đánh cắp ý tưởng và đó chính là cái cuốn sách mà quang giới thiệu với mọi người ở trong nhóm đấy ạ. À, bao nhiêu số anh chị đã có cuốn sách này rồi comment cho quang uh, số 1 ai đã cầm cuốn sách nghệ thuật đánh cắp ý tưởng trong trên tay ạ à? comment số 1 anh chị nào mà chưa có thì mọi người hãy mua cuốn sách này về nhá cuốn sách này sẽ nói với các anh chị 10 bí mật mà không ai nói với bạn về sáng tạo đó 10 bí mật không ai nói với bạn về sáng tạo được chưa Vâng, rất tuyệt vời. Chị Huệ, chị Hường đã có. Các chị khác mà chưa có thì mọi người sẽ 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 mua về và đọc nhá, mọi người đọc nhá. Thì mọi người sẽ thấy này, hầu như tất cả những cái gì ở trên thế giới, tất cả những cái gì mà chúng ta nghĩ ra thì trước đó đều đã có người làm trước đó rồi và nghĩ ra rồi. Thế nhưng mình cứ lấy cái hay của người số 1 đó, mang về kết hợp với cái hay của người số 2, số 3, số 4, số 5 và thêm một cái hay của mình, một chút cái hay của mình nữa thì mình sẽ là người số 6. Thì nó lại là cái riêng của mình nó lại là cái riêng của mình đó, thì cái chiến lược của level 3 này là mô phỏng từ nhiều nguồn và sáng tạo ra cái riêng của mình thì bây giờ quang nhìn vào một kịch bản là quang biết rằng là kịch bản này mình sẽ biến tấu như thế nào để nó trở thành cái của mình mà không phải là cái của họ nữa nếu mọi người chúng ta chỉ mô phỏng từ một người trong cuốn sách này nói mọi người nhé chỉ mô phỏng từ một người thì đó là copy nhưng mọi người mô phỏng từ nhiều người nhặt từ năm người lại và lấy một chút cái hay của mình nữa thì đó lại là sáng tạo. À và có một nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới à đó là nghệ sĩ là Picasso thì nói rằng là nghệ sĩ giỏi ấy thì sao chép nhưng mà nghệ sĩ vĩ đại thì ăn cắp nghệ sĩ vĩ đại thì đánh cắp đó đánh cắp ý tưởng lấy cái ý tưởng này hay đúng không ạ kết hợp với cái ý tưởng kia. Có lấy ví dụ này chúng ta thấy rằng là có một kênh ngồi nói một kênh uh, về sức khỏe làm theo dạng chuyên gia ngồi nói rất là hay. Đưa kiến thức rất là hữu ích. Đó, uh, để các bạn làm được một một cái mặt nạ đắp đắp mặt thì các bạn cần phải có. Thứ nhất là một quả dưa leo, thứ hai là một chút uh, sữa và các bạn trộn dưa leo và sữa lại với nhau. Sau đó mọi người đắp lên mặt khoảng 30 phút. Và có một cái kênh là họ họ không họ không nói gì hết mà họ cứ chỉ là trộn dưa leo, trộn dưa leo, cắt dưa leo ra và trộn vào sữa, sau đó ghi thêm thêm tách ghi tách vào và ghép nhạc thôi sau đó họ đắp lên mặt thì theo mọi người nếu ở cái level đánh cắp ý tưởng thì mọi người sẽ kết hợp như thế nào theo mọi người kênh của mình sẽ là 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 gì theo mọi người, kênh của mình là gì mời comment này chúng ta comment nếu mà ở level đánh cắp ý tưởng nhá thì mọi người chúng ta sẽ làm kênh của mình là gì đó có một kênh là chỉ ngồi nói thôi rất hay kiến thức rất hay và có một kênh là chỉ chỉ làm thôi không nói đó ghép chữ ghép nhạc thì nếu là các chị thì mọi người sẽ mà mọi người cũng đang muốn làm một kênh về sức khỏe tương tự như vậy thì mọi người sẽ làm gì chính xác vừa làm vừa nói vừa ghép chữ vừa ghép nhạc đúng không chính xác đấy ạ à. chính là level của đánh cắp ý tưởng chính xác mình vừa làm vừa nói chuẩn đấy chị chuẩn đúng không ạ mình thấy bên này có một cái hay nhưng chưa đủ bên kia có một cái hay nhưng chưa đủ lấy về mình đủ luôn thế là mình còn vượt qua cả hai kênh đấy luôn đúng ạ đấy thì nhưng mà cái level 3 này thì mọi người cứ bình tĩnh nhá mọi người cứ bình tĩnh đó mọi người cứ bình tĩnh chúng ta chưa vội bây giờ mọi người cứ cần phải quen tay đã chúng ta phải đi từng bước một mọi người cần phải quen với cái việc là tư duy chuẩn tiktok đã này quen với việc là quay video rõ nét đã này quen với việc là phải thêm được hiệu ứng này quen với việc là phải cho được âm nhạc này chúng ta đi từ những cái nhỏ như vậy lên trên từng level một Đấy, tại vì sao mà Quang đưa ra cho mọi người cái lộ trình này để mọi người từ từ chứ chúng ta không vội là chưa gì mình đã muốn sáng tạo ngay lập tức phi lên level 3 thế là không được đúng không ạ không thể đi như vậy được đó, rất khó và nghỉ thầy ơi mai học tiếp ok chị rồi chúng ta sẽ chuẩn bị đến phần bài tập sau đó mọi người sẽ sẽ nghỉ nhá mai chúng ta sẽ học tiếp ok hôm nay hơi hơi muộn đúng không ạ và cái chiến lược của chúng ta ở đây là gì ạ là mô phỏng người thành công Hãy chọn ra cho Quang một người thành công trong 20 người và chọn một video triệu view của họ, chọn những video triệu view của họ để mô phỏng. Rồi ok, gần 11 rưỡi rồi đấy ạ. <laughs> rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị nghỉ nhá, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp được không ạ? Đấy, nhiều khi là Quang ham nói quá thì nó hơi muộn, có những lớp học thực tế với các anh chị là đến 1 giờ sáng nhá, đến 1 giờ sáng cái lớp mà của K03 ấy. Bím <laughs> à TikTok Business Coaching K03 ngồi đến 1 giờ sáng nhưng mà thực ra lớp đấy thì mọi người năng lượng quá cao năng lượng quá cao mọi người giữ quang ở lại không cho nghỉ <laughs> rồi và mọi người luôn phải đặt câu hỏi là có cách nào để để khiến video này hay hơn nữa không <laughs> Ok ạ rồi có cách nào để khiến video này hay hơn nữa không có cách nào không để hay hơn nữa không Đấy, mình mô phỏng người thành công nhưng mà mình luôn luôn phải nghĩ rằng là có cách nào để mình làm hay hơn họ không chứ mình không dừng lại ở họ. Được chưa mọi người? Nếu không là mọi người lại cứ mô phỏng là ok thầy bảo là cứ đi tìm và mô phỏng làm theo y hệt thì mình cứ làm theo y hệt thôi, họ không giải thích thì mình cũng không giải thích. Ừ. Xong hôm sau Quang bảo rằng là chị phải giải thích thì mọi người lại bảo rằng hôm qua rõ ràng là thầy vừa bảo là không là cứ làm theo người thành công đúng không ạ <laughs> Thế là quang rút kinh nghiệm từ một vài khóa trước thì quang lại phải ghi thêm câu này vào đây đó thì mọi người phải tối ưu hơn nhé phải tối ưu hơn học cái hay của họ và mình phải tối ưu hơn một chút trong thời gian đầu mình có thể mình chưa tối ưu được ngay nhưng mà dần dần mình phải tối ưu được chưa rồi hãy phân tích nguồn lực của mình để chọn ra một kênh mô phỏng phù hợp này thứ nhất là mình phân tích vốn đầu tư đấy nếu mà mình làm theo kênh đấy thì có mất nhiều vốn đầu tư không trước đây thì quang cũng phân tích một vài kênh có kênh thì cũng vừa diễn sau đó thì à, bắt đầu mới nói đến cái ý tưởng về công nghệ nhưng mà quang thấy rằng là cái khả năng diễn của mình yếu quá khả năng diễn của mình hơi yếu thì mình không diễn đấy sau đó quang bắt đầu phân tích tiếp đó là nếu như mà diễn thì phải đầu tư cái gì thì phải đầu tư máy quay ồ đầu tư máy quay thì mình lấy đâu tiền thì quang có mỗi điện thoại thôi thì quang phải đi tìm kênh nào mà quay bằng điện thoại thôi cũng được cái số 2 là trang thiết bị đó quang vừa nói đấy trang thiết bị là có cần phải quá cầu kỳ quá phức tạp mới quay được không đấy. thì quang phân tích và chọn ra cái kênh ngồi nói thì quang chỉ cần một cái ghế này một cái điện thoại này một cái chân máy này là quang quay được luôn thì trang thiết bị nó rất là đơn giản nó không cầu kỳ đúng không ạ cái số 3 là diễn viên mình có cần phải có diễn viên không đó và nếu có thì mình có thuê được không mình có có diễn viên không thứ tư là cái khả năng diễn xuất của mình mình có diễn xuất tốt không khả năng diễn xuất của mình được chưa? Mình có đáp ứng được kênh đấy không? OK và mình phải phân tích kênh của đối thủ từ gốc rễ nhá. Mình kéo xuống bên dưới xem cái lúc đầu tiên họ làm cái gì và mình ưu tiên bắt trước các video nhắm tới tẹp rộng, tức là ưu tiên những clip triệu view của họ. Bởi vì những clip triệu view là nó đã có sẵn cái hạt giống để 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 lên triệu view rồi, đấy, nó đã được chứng minh thành công rồi thì mình bắt trước những video đấy, cái khả năng thành công của mình rất là cao khả năng của thành công của mình sẽ rất là cao rồi chưa ok mọi người rồi còn phần viết kịch bản nữa nhưng mà chắc là phần viết kịch bản này chúng ta phải để đến tối mai rồi hôm nay cháy giao án với kịch bản rồi bao nhiêu số anh chị đồng ý rằng là chúng ta sẽ để đến tối mai nào chúng ta sẽ học phần viết kịch bản vào tối mai đây ạ <laughs> à không ai ạ thôi <laughs> nay chữa bài luôn chứ thầy chữa bài chắc là để để đến uh, sáng mai đúng không ạ sáng mai thì quang sẽ chữa bài cho mọi người nhé sáng mai sáng mai hoặc là trưa mai trưa mai thì chúng ta sẽ có phần live stream khoảng 10 giờ sáng mai mọi người ạ thì quang sẽ live stream ở trên kênh youtube đây quang sẽ live stream trên kênh youtube này quang sẽ live stream trên kênh youtube để chữa bài cho mọi người xây dựng uh, công việc kinh doanh một người có khó không uh, kiến tạo một người ta sáng mai rất... mọi người nhé đấy thì ở trên kênh này với Đình Quang tính tâm marketing này, con sẽ livestream. Đây, ví dụ như Quang livestream chữa bài như này này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Livestream chữa bài này. Đấy. Rồi, chúng ta đếm nhá. 1 2 Đấy. Và khi mà Quang chữa bài cho mọi người còn còn có cả tiêu chí chấm điểm cơ, có cả tiêu chí luôn. Đấy, mọi người thấy không? À, tiêu chí cái này Quang mới nghĩ ra cách đây khoảng một tuần thôi tiêu chí luôn để mọi người chúng ta biết được rằng là theo những cái tiêu chí này thì mình được mấy điểm mình đã có đủ chưa nếu tối ưu được tất cả những cái này thì là tốt đúng không ạ rồi thì ngày mai mọi người sẽ sẽ được chữa bài ở cái phần này à, chị hỏi lắm rồi vâng ok rồi đấy thì hôm nay tạm thời chúng ta sẽ nghỉ sớm một tối và tối mai chúng ta sẽ phải học hết mọi người nhá kể cả, cả tối mai đến 11, một rưỡi 12 giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đúng không ạ Đấy, thì tối mai có thể là chúng ta sẽ bắt đầu sớm hơn hôm nay là do một chút cái lỗi về zoom hôm nay là do một chút lỗi về zoom anh chị ạ nên là chúng ta học nó bị hơi muộn hơi delay một chút đấy thì ngày mai ngày mai đúng 10 giờ mọi người sẽ lên trên kênh youtube của quang để mọi người sẽ được chữa bài đấy rồi và một module cuối cùng ạ module cuối cùng phân tích các yếu tố thành công khác thứ nhất là mọi người phân tích cho quang về trang phục trang phục của người thành công họ mặc cái gì mình không cần thiết phải mặc giống họ nhưng mình hãy mặc tương tự như họ ví dụ mình thấy họ mặc trang phục là sang trọng ok mình kiếm bộ nào sang trọng mình thấy họ mặc à, theo dạng là dân dã tâm linh hoặc là tâm linh thì mình cũng phải kiếm bộ nào tâm linh ví dụ như chị uh, chị ngọc đúng không ạ ví dụ chị ngọc chị ngọc làm về thần số học thì mình phải mặc làm sao nhìn nó nó huyền bí chút đấy set up cái background của mình nhìn nó cũng phải tâm linh một xíu đấy số 2 là ngoại hình mình phải ưu tiên mô phỏng những kênh nào mà cái ngoại hình của họ na ná như mình tương tự như mình đấy chứ còn ví dụ bây giờ mà mọi người lại ưu tiên bắt trước theo uh, diễn viên theo người mẫu thì nó sẽ rất là khó đúng không ạ bởi vì những người như vậy thì họ chỉ cần quay lên tiktok là họ lên rồi thì mọi người sẽ kiếm những cái người nào ấy mà ồ oh, ví dụ trước đây khi mà quang phân tích rằng là ồ oh, nhan sắc của mình mình là khoảng 6 điểm thì mình sẽ chỉ kiếm anh nào mà ở khoảng 7 khoảng 8 là cùng thôi chứ Quang không tìm những anh nào lên 9 lên 10 bởi vì nếu mà lên 9 lên 10 nhiều khi là người ta vào xem chỉ vì ông ấy đẹp thôi chứ không phải vì nội dung mọi người hiểu không ạ mọi người hiểu gật gật nhá. thì mình phải tìm cái kênh nào mà nó phù hợp với mình một chút cái số 3 là ánh sáng phải có đầy đủ ánh sáng thì ánh sáng mọi người cứ đánh cho quang hai đèn livestream trước mặt là auto sáng chắc chắn sáng được chưa? hai đèn livestream. Thứ tư là cái ngôn ngữ cơ thể và thần thái. Mọi người hãy luyện cái ngôn ngữ cơ thể của mình, giống như cái người thành công. Có thể khi mà mình luyện này, mọi người không cần phải quay đâu, mọi người cứ ngồi bật máy tính lên, sau đó nhá nhá theo họ, nhá nhá theo họ. Đấy, ví dụ họ bảo là cách thứ nhất là khi mà họ nói cách thứ nhất là này, thì họ đưa tay như này. Cách thứ nhất là, đó, thì mình cũng tập theo, mình cũng cách thứ nhất là, đó, sau đó cách thứ hai là. Đó, bạn cần phải uống nước họ đưa tay như thế này mình cũng nhá nhá theo vậy thì từ từ cái bộ não của mình nó sẽ ghi nhớ cái điều đấy lại và mọi người sẽ auto nó được được chưa thậm chí quang ở thời điểm hiện tại nhé quang xem video các thầy quang học của thầy phạm thành long thì khi mà thầy phạm thành long có những cái video có ngôn ngữ cơ thể ấy, thì quang cũng bắt đầu cứ ngồi nhá nhá theo nhại theo luôn đấy nói và tay của mình cứ đưa như, giống như thầy thì dần dần là mình sẽ giống như vậy được chưa đó là cách học đó là cách để mọi người học rồi và cuối cùng là giọng điệu và ngắt nghỉ giọng điệu và ngắt nghỉ của mọi người ok chưa mình phải có nhấn nhá trong cái từ ngữ của mình chứ không phải mình đọc không phải là mình đọc giống như thế này được chưa mà mình phải nói giống như thế này đấy thì phải có nhấn nhá như vậy trong câu ok và chúng ta sẽ đến phần bài tập bài tập của ngày mai cho mọi người này thứ nhất là quyết định một kênh làm hình mẫu cho mình trong 20 kênh mọi người follow được hãy chọn cho qua một kênh làm hình mẫu bài tập 2 này là lấy một video của họ dùng cái mẫu kịch bản ngày hôm qua ấy mọi người được học ấy phân tích nó ra có thể mọi người chúng ta chưa hiểu về cỡ cảnh quay chưa hiểu về góc máy tạm thời bỏ qua đã phân tích cho quang về phần kịch bản phân tích cho quang về trang phục được chưa phân tích cho quang về nội dung những cái gì mọi người đã đã được học trong hai ngày vừa qua thì phân tích cho quang rồi sau đó đến ngày thứ tư mình được học về quay dựng thì lúc đấy mọi người sẽ điền nốt, sẽ phân tích nốt vào. Ok. Bài tập 3 này là làm một video mô phỏng cho người thành công. Mô phỏng y hệt từ họ nha. Được chưa ạ? Video này mình sẽ không đăng TikTok, mình sẽ không đăng. Mọi người chỉ lấy đó là một cái hình mẫu, mọi người mô phỏng cho Quang để ngày mai Quang chữa bài thôi. Để Quang so sánh xem mọi người làm được giống người đấy đến mấy phần. Nếu như người đó làm được 10 phần, mình làm được khoảng 8 phần là các chị sắp có kênh triệu view rồi đấy ạ được chưa đây mọi người nhớ này phân tích các yếu tố khác này đấy, không chỉ kịch bản nhá mà phải phân tích cả những cái này nữa để mình làm theo giống cả những cái này ok mọi người đã hiểu rõ phần bài tập này chưa nếu mọi người hiểu rõ comment cho quang ok nào rồi lát ban tổ chức sẽ chụp cái này và gửi vào trong nhóm cho mọi người phần bài tập <laughs> ok rồi rất tuyệt vời các chị khác ạ, các chị khác ạ, quang chờ mọi người comment, tất cả các anh chị comment nào, để quang biết mọi người vẫn đang ngồi nghe nào. À, thầy ơi, thầy uh, cho xin cái slide mà có cái uh, thiết bị gì đấy, mà diễn viên thì được ngay gần đấy, ngay gần để chỗ này. À, vào đây, đây ạ, đây ạ. Uh, cái cái đó là phân tích các yếu tố thành công của họ, đây ạ. cái muốn đầu tư đây đúng rồi Đây, anh phải phân tích những cái này nha. và uh, chứ nếu không mà kênh của họ đầu tư nhiều quá thì thì mình không không theo được đúng không ạ cảm ơn thầy và ok anh rồi quay bài tập đi thầy bài tập đây ạ à. à, mọi người không cần phải ghi đâu ạ à. mọi người không cần phải ghi nhé đây con à, quan sẽ gửi lên nhóm cho mọi người Ok. Rồi các anh chị thấy uh, ngày số 2 như thế nào ạ? Ra <laughs> comment cảm nhận của mình vào một chat được không ạ? Mọi người hôm nay có học được thêm điều gì mới không? Và hôm nay thì mọi người thấy rằng buổi học này có giá trị gì không ạ? Vâng. Mọi người thấy buổi học ngày số 2 thế nào ạ? hôm qua thầy có một cái cái đường link mà là phân tích cái, cái video của anh nông dân nhá mà vâng. bảo gửi cho cái phần 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 cái file đó thì thầy chưa gửi sao à ok anh rồi rồi lan em gửi luôn nhé đó like à. em gửi cái đấy luôn Vâng à. <laughs> okay. xin mời bố anh chị uh, duy nhất nào ai muốn chia chia sẻ về cái cảm nhận của mình Vâng. xin mời chị Hường. xin mời chị dạ em chào em chào chào và thì qua buổi học thứ hai thì em học thêm được rất là nhiều kiến thức bổ ích từ thầy và ở trong cái lớp học của mình học được những cái kiến thức mà từ như là nó dễ nhưng mà mình không có biết đến thì qua cái buổi học này là em biết thêm được rất là nhiều á thầy để áp dụng cho cái con đường đi của em lâu dài sau này thì em rất biết ơn thầy qua buổi học này À, học được uh, biết thêm trên tiktok sẽ làm như thế nào và biết thêm được cái kênh và biết thêm được phải uh, uh, cái người dịch từ tiếng trung cho mình với lại xíu nữa thầy uh, thầy giới thiệu các bạn mà dịch cái tiếng trung với về nhóm thế này ok rồi con sẽ giới thiệu chị dạ để trong lớp tiếp cái chứ em xem, hỏi thầy là là ừ. có nói là dùng cái camera sao mà bốn cái là mình chỉnh như thế nào cái này. Ok rồi cái đó thì ngày mai chị sẽ có video hướng dẫn nhé. đấy ừ, nó về phần công cụ bài thì bài sẽ có video kỹ sẵn. Dạ. Ok chị. <laughs> rồi cái chị dành cho chị hường một tràng pháo tay thật lớn đâu ạ. Cảm ơn chị. rồi và mọi người sẽ cố gắng làm bài tập đầy đủ à, nộp vào nhóm trước à, 19 giờ tối ngày mai và mọi người đừng quên à, 10 giờ sáng mai chúng ta sẽ có hẹn để chữa bài tập cùng nhau nếu mọi người chúng ta không sắp xếp được thời gian có thể xem lại vào buổi trưa nhé bởi vì quang sẽ lưu lại ở cái livestream đó ở trên kênh youtube đúng không ạ rồi và một lần nữa thì cảm ơn các anh chị rất nhiều chúc mọi người có một đêm ngon giấc và một ngày mới tràn đầy năng lượng các anh chị có thể bật mic lên để chúng ta chào nhau ạ à. À, chúc mọi người ngủ ngon chúc anh chị ngủ ngon ạ grm